Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 6 Sự trừng phạt của Tu La, hồi 1. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, trong nhà kho lớn, La Ma Thập vừa nhảy vừa hét lên, hắn đưa tay vỗ vào đầu một thuộc hạ của mình, quát, Vân Nam Thổ Ti đã sẵn sàng chưa? Được rồi, được rồi, thuộc hạ hoảng hốt vội vàng đặt ống bút xuống, trên tay không mang theo đồ ăn, lại đưa tới một quyển sổ ghi chép. Mắt thấy sương mù màu mực còn ướt, la ma thập vội vàng mở trang bên trong hà hơi thổi, thấy mọi người xung quanh đều đứng yên, thoáng chốc tức giận quát chói tay, đi sắp xếp sổ đi, trong chốc lát đại trưởng quầy sẽ tới thị sát. Bận rộn nửa ngày, nơi xa tiếng bước chân vang lên, trưởng quan đã đến. Lama thập vội vàng ném cuốn sổ cho thuộc hạ rồi đi canh cửa kho. Dù thời tiết có lạnh nhưng vẫn đổ mồ hôi, sợ chậm trễ kỳ hạn sẽ gặp rắc rối lớn. Bạch bạch, qua thật lâu thật lâu, lại có một bước chân vang nhỏ. Bạch bạch, bạch bạch. Nghiêng tai lại nghe, tiếng bước chân không có, nhưng đầu chọc lại có cảm giác lạnh lẽo. Lama thập liếc nhìn xung quanh, thấy một lòng bàn tay trắng ngọc sờ lên trán, gõ nhẹ vào cái đầu chọc có ai ở nhà không? Một giọng nói tao nhã vang lên, la ma thập nhanh chóng đứng dậy, cười làm lành nói, ở nhà, ở nhà. Phán quan gọi hồn tới, hắn anh Tuấn cũng âm trầm, anh Minh thần võ cũng âm hồn không tan, hắn là thiên hạ xếp hạng đệ nhất đặc phẩm quái thai, mọi người đều xưng hô hắn như vậy. Đại trường quầy, chiều chính thống phục hồi 10 năm, người khác già rồi, người này lại là sủng nhi ông trời yêu sâu sắc người khác năm tháng đầu đã bạc, đau khắc vòng tuổi, một đau một đau, lung tung rối loạn, hết con dao này đến con dao khác. Ông trời lại chỉ đưa cho đại trưởng quầy một bộ ria mép ngắn, trải dài ngang đôi môi hồng như ngọc. Bộ ria mép ngắn được cắt tỉa cẩn thận, từ trước đến nay thuộc về đại nhân vật, Giang Sung, chắc Lăng Chiêu đều đã từng như vậy, nhân tài từ đời này sang đời khác, hiện tại đến lượt người này. Nhìn hắn khẽ vuốt bộ ria mép ngắn trên môi, bộ dáng làm hắn càng thêm ổn trọng, càng thêm khôn khéo, càng thêm quyền cao chức trọng, cũng càng thêm như là đại ma đầu. Giang Dung và Trác Lăng chiêu hợp làm một. Khởi bẩm đại ma, đại, đại trường quầy, la ma hạp khom người chắp tay, suýt nữa nói sai lời, hắn dán chặt tay vào vạt quần, lớn tiếng trả lời, sổ sách của các hành tỉnh thổ ti, châu huyện Nha Môn, tất cả đều có thứ tự. Thỉnh đại trường quầy xem qua. Sáng sớm hôm đó, đại trưởng quầy 36 tuổi tinh thần phấn chấn, sáng sớm liền tới nhà kho thị sát. Đại trưởng quầy bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới trước một chồng sổ sách, giơ món tay trắng như ngọc lên, chỉ vào sổ trước mặt, hỏi, bắc trực lệ. lama ma thập hoảng loạn nói, ừ, là, vâng, không phải, hắn dùng công lực cả đời của mình, nâng một chồng tháp sách tám thước tới, lung lay, ầm ầm đặt bên chân đại trưởng quầy, thở hồn hển còn có những thứ này. Bắc trực lệ nha môn nhiều, lục bộ năm viện, nội cung ngoại đình, thêm lên mới là Bắc trực lệ. Vào thời điểm này hàng năm, La Ma Thập đều phải ở bên cạnh đại trưởng quầy, cùng nhau kiểm tra sổ sách cao như núi, không còn cách nào khác. La Ma Thập phụ trách thủ kho, hắn là lục đương gia của khách điếm, phụ trách quản trướng. Quản trướng chịu trách nhiệm về sổ sách, như kế toán bây giờ cái gọi là quản chứng cũng không phải là một công việc lố bịch nhàn kém, mà là một công việc ghi sổ chi tiết thực sự. Các chồng sổ sách cao ngang trời, đất rộng khắp mọi hướng, Tây có đóa cam, Đông đến lưu cầu, Bắc có kiến châu nữ chân, Nam có tam thổ ti tứ xuyên, Vân Nam và Quý Châu, sổ sách trên dưới cả nước đều được tra ở đây. Tự thời tống ra một quyền thần tông hội kế thật lục, bộ phương pháp ghi chép tra nhớ này đã được truyền lại cho đến tận bây giờ gặp được đại trưởng quầy không ngoan danh ma. Là ma thập nôn mửa trong miệng, không ngừng tuôn ra vận rủi tích lũy sau một đêm mất ngủ, đại trưởng quầy thật ra thần thanh khí sảng, ven đường thị sát, chỉ thấy sơn đông giang tây, hà nam hồ bắc, sổ sách từ nhiều nơi khác nhau tựa như dãy núi biển rộng, hắn vỗ vai la ma thập, mỉm cười nói, vất vả cho ngươi, lục đương ra không hồ xuất thân tây vực, quả nhiên tinh thông số học. La ma thập khoanh tay đáp tả, đa tạ đại trưởng quầy khen ngợi, bổn phận mà thôi. Đại trưởng quầy khẽ mỉm cười, không tỏ ý kiến, hắn đi đến núi sách nhỏ, lật qua rồi hỏi, sổ sách quân bộ đâu? Lama thập vội vàng lấy một quyển sách mỏng, đưa đến tay đại trưởng quầy. Vô luận là ngũ phụ hay là lục bộ, mỗi nhà môn đều có một chồng sổ sách thật dày, bất quá quân bộ lại khác biệt, mỗi năm đưa tới sổ sách lại mỏng như vậy, ngũ quân đại đô đốc là người có năng lực nhất luôn có thể ghi lại khẩu phần ăn và lương bổng của trăm vạn quân tốt vào một cuốn sổ mỏng nhỏ, sạch sẽ và gọn gàng. Đang cười, chợt nghe đại trưởng quầy ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, đưa bản tính cho ta, ta muốn đối chiếu sổ sách. Lama ma thập sớm có chuẩn bị, lập tức từ trong tay lấy ra một cái bản tính bằng gỗ đỏ, lại lấy ra bút chu sa, cùng giao vào tay đại trưởng quầy. Cạch, 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 đại trưởng quầy ngồi xuống, một tay cầm bàn tính một tay bút, điểm phê chọn duyệt, đã bắt đầu đối chiếu. Ngón tay bạch ngọc chuyển động nhanh nhẹn, 19 trang sổ sách trôi qua như làn khói, đọc nhanh như gió trong mắt đại trưởng quầy, 19 trang tương đương thường nhân nửa trang. Một chúng chướng phòng lòng tràn đầy tôn dung, đều nhìn tay đại trưởng quầy, nhất thời kinh ngạc cảm thán nổi lên tứ phía. Mỗi lần thấy đại trưởng quầy tính toán sổ sách, Lama Thập tất nhiên sinh ra một nghi vấn, người này vẫn là thư sinh sao? Thư sinh xuất thân khoa cử, đều sẽ ngâm thơ câu đối, đại trưởng quầy khảo chúng tiến sĩ, nên đọc tứ thư ngũ kinh, nhưng Lama Thập chưa thấy hắn làm thơ, chỉ thấy hắn nhớ sổ sách. Mỗi lần thấy hắn một tay cầm chu sa bút, một tay cầm bán tính nhanh như chớp, Lama Thập luôn tự hỏi, người này rốt cuộc còn có là nho sinh không? Hoặc là nói hắn rốt cuộc còn được coi là đại nhân vật không đại trưởng quầy thích làm sổ sách giang thái sư trước đây tuy cũng dành việc này nhưng hắn sẽ không tự tay làm lấy nhưng đại trưởng quầy lại khác hắn thích bút toán thích tính toán sổ sách những việc quan trọng như vậy liên quan đến phòng hiến hắn cũng không mượn tay người khác hắn cũng không tin được ai có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến giang thái sư bại trước đại trưởng quầy và la ma thập cũng phải trả giá 10 năm hàng đêm cầm đuốc soi đọc, không chỉ hao hết thị lực của hắn, mà U Minh Huyền chỉ cũng trở về U Minh, trước kia từng có thể chọc thủng một viên gạch, nhưng bây giờ ngoài sổ sách, thật không hiểu chính mình còn chọc thủng được thứ gì khác. Một vị tướng bại trận làm sao có đủ dũng cảm? Niềm an ủi duy nhất là có thêm nhi nữ. Vào ngày sư phụ Giang Thái Sư chết, Lama Thập khám phá Hồng Trần, quyết định hoàn tục. Lama Thập càng ngày càng tục, đang nghĩ ngợi tới tâm sự của mình. Đại trưởng quầy cũng đã đối chiếu xong sổ sách, hắn lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy những con số gọn gàng trước mặt, đọc lên 950 vạn lượng bạc. Không có một chút số lẻ hỗn độn, 950, đại đô đốc không thẹn là đại thần khởi nghĩa đệ nhất bồn chiều, on số đẹp thể hiện quân kỳ nghiêm ngặt, dựa vào giao tình thâm hậu, vì yêu quý thị lực đại trưởng quầy, hắn mới đưa tới quyển sách nhỏ mỏng như cánh ve nhớ tới tám chữ dây ngắn tình dài, nghĩa khí sâu nặng, la ma thập càng cảm thấy khâm phục trong lòng. Đại trưởng quầy vẫy vẫy tay, hỏi, con số này chính xác không? La ma thập cười gượng nói, không sai, tiểu nhân đã xem qua. Đại trưởng quầy đặt tay lên chán, trầm giọng nói, phiếu ký xóa ở đâu? La ma thần nói, tham mưu nói toàn bộ thất lạc. Đại trưởng quầy gật gật đầu, thấp giọng hỏi, chứng từ ở đâu? Lama thần nói, bị tặc phỉ nộ thương thiêu hủy. Bang một tiếng, sổ sách đại đô đốc đưa tới bay lên trời, rơi trồng sách nhỏ. Đại trưởng quầy vô môn vô ngữ, nép mình vào chiếc ghế hắn thường ngồi tính toán sổ sách. Lấy tay chống cằm, bộ dáng có chút giống ngủ gật, lại có điểm giống trầm tư. La thật đứng bên cạnh hỏi, đại trưởng quầy, ngài còn muốn xem sổ sách nha môn khác không? Ngón tay bạch ngọc lắc lắc, đại trưởng quầy không vội, la ma thập cũng nhẹ nhàng thở ra. Sổ sách dày đến mức dù đọc nhanh như gió như đại trưởng quầy cũng vẫn phải đến đêm đông lạnh giá cầm bàn tính lạnh băng lên, từ đêm giao thừa đến đêm nguyên tiêu. Cho dù hai mắt đỏ lên, đầu váng mắt hoa, tức giận lấy ra lục đạo luân hồi trong truyền thuyết, hắn vẫn gần như đã chém sổ sách đến nát như, lại cũng tìm không ra điều gì đã xảy ra với phủ huyện Nha Môn. Nghĩ tới đây, Lama ma thập đột nhiên cảm thấy có chút may mắn hắn chỉ là lục trướng phòng nho nhỏ cũng không phải là đại trưởng quầy gì chiều giao thừa ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn nhà kho yên tĩnh không tiếng động chỉ thấy đại trưởng quầy nhẹ nhàng ôm chiếc cằm thanh tú của mình dường như nhắm mắt dưỡng thần la ma thập đứng thủ ở một bên lại cũng không khỏi ngáp liên tục sau hai tháng hao phí tâm thần hơn nữa đêm qua không ngủ suốt đêm giờ phút này cũng muốn về nhà sớm và đi ngủ. Ngày mai là trừ tịch, đại trường quầy vạn nhất ngủ ở nơi này, mặc cho ai cũng không thể trở về nhà, chúng thủ hạ lòng tràn đầy thúc giục, đều mong hắn sớm một chút tỉnh lại, sớm chút rời đi. Đang muốn nghĩ cách kêu hắn rời giường, chợt nghe tiếng vang gõ gõ, nhà kho mở ra, nhìn lại thì thấy một người đeo mặt nạ đang cúi đầu bước vào, đúng là khách điếm nuôi dưỡng mật thám thấy hắn tay cầm công văn cơ mật, nghĩ đến có việc quan trọng muốn bẩm báo. La ma thập trong lòng vui vẻ, đang muốn duỗi tay tới đón công văn, mật thám kia lại lắc đầu, gõ nhẹ vào chỗ niêm phong của công văn. Ngón tay dừng ở chỗ hình tròn, la ma thập cúi đầu nhìn xuống thì thấy một biểu tượng hình con rồng. Tứ chảo kim long ấn, đây là quân bộ đưa tin tức tới. Khách điếm được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, đại trưởng quầy thống soái vạn vật thiên hạ, vô luận công sự lớn nhỏ, với hắn đều không tính là cơ mật, sáu chướng phòng còn lại không lệ thuộc lẫn nhau, có vai trò riêng, công văn cơ mật lại cũng không thể tùy ý lật xem. Là mà thập biết địa vị của mình cách nhị đương ra một trời một vực vội vàng thối lui một bước, cười gượng hai tiếng. Mật thám nâng lên văn kiện mật, quỳ bên chân, khởi bẩm đại trưởng quầy, thành tương dương báo quân tình. Lúc này tặc phỉ nộ thương toàn lực đánh chiến, một đường từ Kinh Châu giết tới Tương Dương, giờ phút này đưa tới văn kiện mật kịch liệt, kết quả đại chiến tất nhiên đã rõ. Mọi người nghe quân tình khẩn cấp tới báo, đều nín thở tập trung lại, tất cả đều im lặng. Đại trường quầy dường như còn buồn ngủ, cho đến thám tử nói lần thứ hai, hắn mới mở mắt tiếp nhận công văn. Phủ kho một mảnh cấm mặc, đều đang chờ đại trường quầy mở ra chỉ thị hắn nhìn chằm chằm vào tứ chảo kim long ấn cũng không mở ra đọc cũng không đọc phê cũng không phê chỉ ném nó vào đống công văn vừa vặn không khéo đè lên quyển sách của đại đô đốc đã là bồ câu đưa thư quân tình tất nhiên cấp tốc đại trưởng quầy lại không xem không phê không thèm nhìn mọi người đều sững sờ khi nhìn đống công văn cao như quả đồi thám tử kia không dám nói nhiều chỉ có thể dập đầu ba lần liền tự rời đi Tiếng bước chân dần dần đi xa, mật thám đã đi rồi. Đại trường quầy lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở nặng nề, thế nhưng lại ngủ. Nhà kho tĩnh đến sợ người, la ma thập cùng thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, lại đều không biết như thế nào cho phải. Đang muốn tìm cơ hội trốn thoát, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, lại có người đi tới. Mọi người quay đầu lại, chính là mật thám che mặt lại đến, Lama thập không biết tại sao người này lại rời đi rồi quay lại, Nếu mày liền hỏi, không phải mới đưa công văn sao? Tại sao lại quay lại? Hắc y nhân hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói, đã trở lại. Ta đã tới khi nào? Mí mắt của Lama thập đỏ bừng, mật thám lúc trước khẩu âm là người Tây Bắc, nhưng giọng của người này là từ Giang Nam. Hắc mà không phải Hắc, hóa ra người bịt mặt này không phải là con chó đen kia mà là một con mèo đen. Lama thầm lầm bẩm một tiếng, đang muốn tiếp nhận công văn, mật thám kia lại không đưa cho hắn, chỉ vươn ra ngón tay, lại gõ nhẹ vào chỗ niêm phong. Dấu si nhớ, vuông vức, lại cũng điểm ra lai lịch, đây là chiếc nhẫn hoàng kim của tứ đương gia. La ma thật kinh hãi, vội vàng lui qua một bên, mật thám kia quỳ một gối xuống đất, lại đem công văn trình cấp đại trưởng quầy. La ma thật trong lòng khẩn trương, tứ đương gia chức trách trọng đại, lần này Nam Hạ bảo vệ thanh đao ma quái đó, nghĩ đến tình hình chiến đấu hung hiểm. Mà đao, dũng kiếm, thánh quang, vì thanh đao này, triều đình 10 năm qua đã hao phí trăm vạn lượng bạc trắng. Nếu bây giờ có tin tức không may nào Kim Lăng Sương truyền về, tất sẽ là việc lớn chấn động nhân tâm. La Ma thập âm thầm phát sầu, hắn cùng Kim Lăng Sương xem như quen biết đã lâu, tuy không có giao tình nhưng đều là lão tướng tiền triều, không khỏi thỏ từ hồ bi chớp mắt một năm mới lại đến chỉ mong mọi việc sẽ ổn thỏa không có rắc rối nào xảy ra ngón tay bạch ngọc tiếp nhận phong thư đại trưởng quầy nhấc tay vừa thấy là tứ đương gia đưa tới công văn lại lần nữa không hủy đi không đọc không phê chỉ thị lại một lần nữa ném lên chồng công văn gần như sụp đổ la ma thập nhìn vào đống sổ sách cao mất trời cảm thấy kinh hãi đại trưởng quầy cử chỉ sâu xa khó hiểu dường như muốn nhìn xem công văn có thể cao đến mức nào, chính là không đáp. Là mà thập nuốt nước miếng, đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên lại ngậm miệng lại. Quản làm gì? Người này chính là đại trưởng quầy. Liền giang thái sư cũng thua ở trong tay hắn, chính mình còn sợ gì nữa? Đại trưởng quầy cuộc đời kín đáo, tuyệt không bao giờ mắc sai lầm, hắn không giống như giang thái sư nói rất nhiều. Đại trưởng quầy nói rất ít, một khi mở miệng, trên dưới đều phải tuân theo, nhất chiêu dùng ra, chúng toàn kinh phục, so với sưởng vệ tiền triều, trấn quốc thiết vệ càng sạch sẽ, càng liêm khiết, càng im như ve sầu mùa đông, cũng càng duy mệnh thị tòng. Thành ngữ duy mệnh thị tòng, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh. Duy mệnh thị tòng có nghĩa là không suy nghĩ lung tung. Có đường lão đại gia cát lượng, chính mình ngại gì làm đồ ngốc liền tính đại trưởng quầy cởi quần đánh rắm xuyên quần ị phân, mọi người cũng không nên hỏi nhiều một câu. Bởi vì dù người phía trên có làm gì thì cũng có đạo lý lớn liên quan, chỉ là tên ngốc mình không hiểu được ra mà thôi. Có Giang Sung đứng đầu, cả triều đều trở thành an đạo kinh, có lời nhưng không có tay, đại trưởng quầy chỉ huy, triều đình có thêm một soái kim đằng, có tay nhưng không có đầu óc. Nói ngắn lại một câu, địa ngục tổng cộng 18 tầng, mọi người còn chưa đi dạo xong. Trong lúc giả vờ câm lặng, đại trưởng quầy nhẹ nhàng ngáp một cái, rốt cuộc đứng dậy, nghĩ đến phải đi. La ma thập đại hỉ muốn điên, tự biết có thể về nhà tắm nước nóng, hắn cúi người nói lớn, cung tiễn đại. Hai chữ trưởng quầy còn chưa nói ra, ngón tay ngọc đã vẫy vẫy, muốn mình đi theo. Lama thập trong lòng kêu khổ thấu trời, đành phải đi theo thủ hạ phía sau kéo dài giọng nói, một đường cung tiễn mình ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, gió lạnh từng cơn thổi qua, lạnh lẽo thẳng từ ống quần chui lên, bước chân tập tĩnh vì băng giá. Chỉ thấy Nguyễn Kiệu đã chờ sẵn trước cửa kho khô, bốn gã kiệu phu nhìn tưởng tầm thường, kỳ thật mỗi người võ công tinh cường, tất cả đều là hảo thủ Kim Lăng Sương tỉ mì tuyển ra. Lama thập lén nhìn lên nóc nhà, quả nhiên lại nhìn thấy một bóng đen khác đó là lục đinh lục giáp cũng là từ sĩ hộ giá bên cạnh đại trường quầy đại trường quầy hôm nay tâm tình tốt đi ngang qua kiểu nhưng lại không mồi lên mắt thấy đại trường quầy không vào kiểu la ma thập cố nở nụ cười nói đại trường quầy ngài ngài hiện giờ muốn đi đâu đại trường quầy chủ liếc nhìn nhẹ nhàng nói chúng ta đi nghênh đón một người ngang hàng đưa hướng nghênh đón gọi đón gió tiễn đưa với người trên phải dùng đến hai chữ nghênh đón. La Ma Thập cảm thấy có chút tò mò, không biết đại trưởng quầy, không biết đại trưởng quầy thân là ngũ phụ bồn chiều, chức quan hiền hách, lại muốn nghênh đón người nào. La Ma Thập khụ một tiếng, nhớ tới nhà mình già trẻ còn đang đợi hắn trở về ăn Tết, lập tức đánh bảo, thấp giọng nói, đại trưởng quầy, tiểu nhân tuổi tác già nua, bộ dáng không được đẹp, vẫn là không nên đi. Mười năm đã trôi qua, làn da của la ma thập ngày càng chảy xệ, thân hình mập ra, dưới hốc mắt có hai bọng nặng, mái tóc không bao giờ mọc lại, trông lại xấu xí, quả thực không có gì tốt đẹp. Đang chờ khom người cáo lui, đại trường quầy lại lắc đầu, nói, đừng đi, người biết vị đại nhân vật này, trong chốc lát có thể giúp một chút. La ma thật càng nghe càng thấy lạ, lại không biết giang sung vừa chết, cây đổ bầy khỉ tan, chính mình còn biết được nhân vật to nào nhỏ giọng liền hỏi, ta biết hắn. Hắn là ai? Đại trưởng quầy khoan dung bình đảm, nói, thiên nữ hộ quốc. Trưởng quan bí ẩn, la ma thập không khỏi kinh ngạc. Lại ngạc nhiên, nhân vật quốc gia, hắn chỉ biết chấn quốc thiết vệ giết người thành cuồng, làm sao có thể biết thiên nữ hộ quốc. Cũng sợ mình nghe nhầm nên không khỏi dòng tay lên, lòng đầy nghi hoặc. Tết nhất, nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp. Lama thập mặt ù mày ê trong lòng không khỏi kêu khổ chỉ có thể đi theo chương 6 sự trừng phạt của Tu la hồi hai gió lạnh thổi tới La ma thập như đi trên băng mỏng chỉ nhắm mắt theo đuôi đang lúc sợ dẫm phải đại trường quầy chợt thấy trên đường người đi đường nhìn không chớp mắt tất cả đều nhìn về phía mình La ma thập âm thầm kinh nghi thầm nghĩ sao vậy có người nhận ra thân phận của ta Trấn quốc thiết vệ hành sự cẩn mật, bình thường không lộ mặt, nhìn hôm nay đại trưởng quầy không cần thượng chiều, mặc một thân thường phục, chính mình cũng mặc áo vải tầm thường, trên đường làm sao có thể có người nhận ra được hai người bọn họ. Ngưng thần nhìn lại, đang muốn tìm ra lý do, thình lình gặp một thiếu nữ, đang đầy mặt ửng đỏ mà nhìn phía chính mình, hai má nóng bừng vì xấu hổ, như thể đang phát sốt. Lama thập khẽ cau mày nghĩ, thời tiết quá lạnh, phong tà lan tràn mọi nơi sao? Hắn lười để ý, thoáng chốc lại thấy một thiếu phủ, nhìn nàng cúi đầu, khóe mắt lén nhìn mình, gương mặt cũng đỏ bừng, như thể vừa bị dáng cho hai cái tát lớn. Lama thật xuất thân cao tăng, tất nhiên là rất là kinh ngạc, đáng thắc mắc thì chợt nhìn thấy các bà các mẹ bên đường hai mắt tỏa sáng, tất cả đều đang nhìn mình. Lama thật là một lão nhân đã ngoài 60, không biết chính mình lại có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nữ nhân như vậy đột nhiên nhìn thấy tình huống kỳ lạ vội vàng sờ lên cái đầu chọc của mình sợ trên đó có côn trùng nói cũng kỳ quái đỉnh đầu trơn bóng như thường lệ khi nhìn vào quần thắt lưng được thắt chặt không hề lộ ra chốt nào hắn ngây người sau một lúc lâu bước chân hoãn lại liền vào lúc này thấy ánh mắt thiêu nữ lão phụ chuyển hướng toàn bộ nhìn theo bước đại trường quầy La Ma thở a à một tiếng, đã hiểu rõ lý do. Không thể nghi ngờ, các nàng nhìn đến không phải tên già nua đầu chọc mình, mà là Mỹ Nam từ trước mặt. Sư hồ chim ưng, thế gian càng là thứ hung mãnh càng sáng dọi rực rỡ, đại trưởng quầy anh Tuấn, nhìn quanh tự đắc, trầm hùng ổn định, thật là quyền thần khí phái nhất đẳng nhất. Nhìn hắn thân ngọc da trắng, đôi mắt sáng ngời, hôm nay dù mặc thường phục, nhưng chiếc áo trường bào xanh ngọc vẫn rất bắt mắt, thu hút sự chú ý của tất cả những người trên đường. cáo mượn oai hùng, lama thập mỉm cười. hắn ngày thường ít đi ra ngoài cùng với đại trưởng quầy, không biết sẽ có chuyện lạ như vậy. cũng khó trách lão tặc kim lăng xương luôn đi theo hắn. nghĩ đến lượn lờ qua lại trên đường tất cũng ăn vụng không ít. lama thập khẽ mỉm cười, nghĩ đến tình sử phong lưu của đại trưởng quầy, trước mắt cũng hiện lên ba chữ thư lâm trai đại trưởng quầy là nam tử kỳ lạ hắn tuy rằng quyền cao chức trọng nhưng lại rất tận tâm với nữ tử không yêu cô nương thì thôi một khi thiệt tình đối đãi liền muốn yêu đến oanh oanh liệt liệt cả nước đều biết cũng chính vì tính tình cổ quái này mà bị hoàng thượng mắng chửi vì thư lâm trai bất quá cũng chỉ vì chén sữa đậu nành ở cửa thư lâm trai kia nữ tử thiên hạ đều âm thầm ngưỡng mộ đại trưởng quầy nếu biết hắn là nam tử si tình Nam tử si tình yêu vợ nhất, vì tình yêu khắc cốt ghi tâm với thư lâm trai kia. Mấy năm nay đại trưởng quầy trước sau không nạp tiểu thiếp, vô luận ai tới mở lời, hắn đều lịch sự từ chối. Cả triều văn võ minh bạch hắn quyến luyến kiều thê, tất nhiên là bội phục sát đất, danh môn khuê tú ở Bắc Kinh nghe được điều này, càng yêu mến hắn hơn, đều tôn hắn một tiếng nhân nghĩa dương thái sư. Đánh giám, Lama thập lầm bầm tự nói, Đá văng hòn đá nhỏ ven đường. Nam nhân nào không háo sắc, chỉ là nhát gan mà thôi. Đại trường quầy trước khi thành thân được xưng phong lưu tư lang chung, tiêu xái lỗi lạc, càng cam đoan không giả lãng tử phong lưu. Loại người này trong miệng đường mật mọt ngào, kẻ hèn thu phòng nạp thiếp, chẳng sợ ồn ào với lão bà sao. Ồn ào đầu giường, bình yên cuối giường, khi đó khiêng ra 18 lý do to lớn vì nước, vì dân còn không phải gia hòa vạn sự hưng sao chính người này ngoài sáng một việc trong tối một việc khách điếm trên dưới sinh ra đồn đại đều nói hắn sở dĩ không nạp tiểu thiếp thuần là bởi vì hắn sớm đã nuôi tình phụ bí mật lúc này mới ngừng ngứa nghe nói tình phụ này không phải người thường lớn lên tuy xinh đẹp nhưng lại rất ghen tị tuy muốn gả cho đại trường quầy lại sợ gặp phải sóng to gió lớn chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại làm tiểu nhân Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm cô lão công, nghe nói tình phụ kia còn có trượng phu võ công cao cường, đủ đủ để một quyền đập nát sùng văn môn. Nghĩ đến đây, Lama thập bỗng nhiên trong lòng vừa tỉnh, thầm nghĩ, ái cha. Cái gì thiên nữ hộ quốc, phải chăng là? Bốn chữ tình phụ bí mật bay vào trong lòng, Lama thập hoảng sợ, liền niệm mười lần A-di-đà Phật. Càng bí mật, càng nhìn không được thiên nữ hộ quốc 89 phần 10 là tình phụ bí mật của hắn. Vạn nhất chính mình không cẩn thận nhìn thấy tình cảnh giường chiếu, đôi mắt già nua này làm sao có thể dùng để tính toán sổ sách. Cho dù không bị đại trường quầy chọc mù, cũng bị tình phụ kia đào ra. Là ma thập trong lòng hô to suối quẩy, sớm biết như thế, hắn thà rằng đi giang nam áp giải nghiệp hỏa ma đao, còn bớt phiền toái hơn. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mỹ nữ bên đường, đại trưởng quầy tự nhiên hào phóng mỉm cười các mỹ nữ vừa thấy ánh mắt của hắn đều quay đầu tránh đi nhưng hắn vừa đi qua lại quay đầu lại la ma thập nhìn thấy tâm tư sâu kín của thiếu nữ liền muốn đập đầu vào tường tốt nhất té xỉu trên mặt đất vậy không cần thấy thiên nữ bí mật kia đang nghĩ ngợi tìm cách đâm vách tường bỗng nhiên đại trưởng quầy nhẹ vẩy tay áo bào dừng lại la ma thập vội vàng dừng bước nhìn theo ánh mắt của đại trưởng quầy thấy một nha môn ở xa xa chính là thái ý viện thái ý viện có thể trị bách bệnh nhưng đại trưởng quầy đã luyện huyền công miễn nhiễm với mọi chất độc tại sao lại muốn đến nơi này hắn đến đây để lấy thuốc hay đến đây để thăm bản nghĩ đến bốn chữ thiên nữ hộ quốc trước mắt bỗng bay tới một chữ thai sợ tới mức toàn thân toán mồ hôi lạnh đang lúc hoảng sợ chợt thấy vài tên nha dịch đang khiêng thang gỗ lắp tấm bảng ở cửa. Mấy ngày trước đây Thái Y Viện xảy ra xô sát, nghe nói có hắc y nhân nhảy lên, một cước đá bay tấm biển, hẳn là bây giờ đang tu sửa. La Ma thập tuy cũng biết được việc này, giờ phút này lại vô tâm để ý, chỉ có thể cúi đầu ho khan. Hảo hài tử, đại trưởng quầy sâu kín nói, La Ma thập nghe được chữ hài tử trong lòng kinh hãi, quả nhiên có. Đang lúc hoảng loạn, lại nghe đại trưởng quầy nói đầu tiên đánh bại chết nhị đan sau đó đánh bại tam đạt kiếm ta khi ở tuổi của hắn cũng chưa có được công lực như vậy ghê gớm ghê gớm ông nói gà bà nói vịt nguyên lai like hắn nói là chuyện khác la ma thập thân là lục đương gia tự cũng nghe nói qua truyền thuyết long ảnh thái tử hắn cười gượng vài tiếng tự cúi đầu không phát một từ đại trưởng quầy đột nhiên nói ngươi làm sao vậy đầy đầu mồ hôi lạnh la ma thập lấy hết can đảm chắp tay nói thai nhi có thể an toàn không thể đánh trời cao có đức hiếu sinh vô luận mẹ đẻ là ai phụ thân đều là cùng người đại trưởng quầy nghe hắn nói kỳ quái chỉ trợn mắt nhìn la ma thập trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn hồi lâu rồi lắc đầu xoay người rời đi la ma thập cười gượng vài tiếng đành phải xông về phía trước đi theo đi tới đường Quảng An Môn, qua một hồ nước, chợt thấy đại trưởng quầy dừng lại, nhìn về phía hồ, la ma thập phiến mắt nhìn theo, thấy tuyết trắng chất đống trồng chất đáy hồ, nước trong hồ đã cạn từ lâu. Vào đông càng lạnh, ngày mùa hè càng khô, la ma thập nhìn vào sổ sách hàng năm, có thể đọc lầu lầu sản lượng ngũ cốc thu hoạch được. Hắn nhìn bóng dáng đại trưởng quầy, nhìn không được cười khổ vài tiếng. Người này dù khôn khéo và có năng lực đến đâu thì vẫn phải nhìn trời ăn cơm. Bây giờ ông trời ra nan đề, e rằng cũng không thể làm gì được. Đang muốn hỏi, đại trưởng quầy nhìn mặt nước hồ khô cạn, đột nhiên nói, cá nhỏ. Cá nhỏ, đại trưởng quầy nói mỗi câu đều có thâm ý, la ma thập nghe vậy, tất nhiên trong lòng dùng mình, nghĩ ngợi nói, cá. Và vô hay là dư? Đây là có ý gì? cũng là đọc đủ thứ kinh thư, lập tức nghĩ đến hai họ vu dư trong triều đình, đang phỏng đoán là ai phạm thượng tác loạn, chợt nghe đại trưởng quầy thấp giọng nói. Cá nhỏ mắc câu, Tây Giang Nguyệt, theo thuyền đêm. Từ 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 từ, đón gió thổi. Mỉm cười trước làn sóng trong xanh, cùng bạn ếch trên lá, tự do trong hồ nước đầy hoa. Đại trưởng quầy chợt hưng phấn, thậm chí còn ngâm một bài đồng dao của trẻ con Lama thập vẻ mặt bối rối, hậm hực nghe, nghe đến chữ tự do, đã bừng tỉnh đại ngộ, chính sách tàn bạo tất vong, tình phụ của hắn không chịu nổi ngược đãi độc hại, muốn được tự do. Hắn trong lòng A Nha vài tiếng, cũng đoán ra được tâm sự của đại trưởng quầy. Vì sao hắn hôm nay thu mấy phong mật báo, lại đều không dành xử trí? Vì sao hắn đa mưu túc trí, hôm nay lại than thở trước hồ nước? có vẻ như tình phụ của hắn không thể chịu đựng được sự ngược đãi, rốt cuộc muốn chạy trốn vào lúc này. Nhìn vào tình thế hôm nay, thiên nữ hộ quốc tư thông đã mang thai, muốn sinh hài tử. Chuyện xảy ra, đại trưởng quầy bàn tính lạnh lùng, nhất quyết bắt nàng phải phá thai, lại khó tránh khỏi khiến cho thiên nữ căm hận, lúc này tất là tới thu thập nàng. Đến nỗi vì sao tìm mình đến đây, nghĩ đến việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài việc tư thế này không tiện đem theo tùy tùng đến, chỉ có cách tìm lão chướng phòng giữ kín như bưng là mình mới đáng tin cậy. Lama thật từng là một cao tăng xuất chúng, hàng ngày gõ gỗ lạnh như băng mõ, tất nhiên là giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, sau khi hoàn tục cưới vợ sinh con, mỗi ngày ôm đứa bé khóc lóc, trở thành phụ thân từ bi, nghĩ tới trừ diệt tình phụ có tổn hại âm đức, lại thấp giọng thở dài. Làm người tốt thì khó, làm người xấu thì dễ quả nhiên vừa mới thở dài đại trưởng quầy lập tức trợn mắt hỏi ngươi thở dài cái gì ngươi không thích bài thơ này sao lama thạp hoảng sợ vội nói không phải không phải đang cố trốn tránh câu trả lời đại trưởng quầy lại nói lama quốc sư đều nói ngài văn học uyên bác kinh sử tử tập không gì không biết ngài cảm thấy bài thơ này muốn nói cái gì có thể thay ta đoán không La Ma thập rên gì, nghĩ đến mấy chữ có được tự do, đang muốn y thật giải thích, chợt thấy đại trưởng quầy nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt có chút không tốt, cũng là hắn thông minh hơn người, liền kìm nén lời nói, hắn cúi đầu tính số chữ trong cả bài thơ, chắp tay nói, khởi bẩm đại trưởng quầy, bài thơ vừa rồi có tổng cộng 37 chữ, mỗi chữ đều quý giá như châu ngọc, nói lên điều gì đó ý nghĩa rất lớn. Đại trưởng quầy gật đầu nói, ta cũng biết có một điều gì đó rất to lớn. Tiếp theo thì sao? Là mà thật hạo tính toán, văn sử số học không gì không giỏi, ngày thường tất nhiên là miệng lưỡi lưu loát, chỉ là nhớ tới tự do của tình phụ bí mật kia, miệng lại có cảm giác như bị nghẹn một chiếc bánh bao hấp lớn, không thể nói nên lời. Hắn cố ý chỉ hoãn, chắp tay cúi đầu, sau đó lấy khăn ra lau mồ hôi lạnh, mắt thấy đại trưởng quầy ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn giơ tay lên, vỗ tay mạo hiểm nói, chúc mừng đại trường quầy. Chúc mừng đại trường quầy, đại trường quầy nhướng mày, lạnh lùng thốt, người chúc mừng ta cái gì? La ma thập vui vẻ nói, theo thuộc hạ nhiều lần cân nhắc, ca từ này có thâm ý, tán dương triều đình đức chính, phát huy mạnh văn hóa Trung Hoa. Con cái nhỏ bơi qua bơi lại lại có liên quan đến nước Trung Hoa vĩ đại. Mắt thấy đại trưởng quầy rất kinh ngạc, la ma thập vội vàng rung đùi đắc ý ngâm nói quản tử có câu hạo hạo giả thủy dục dục giả ngư điều này có nghĩa là quân thần giống như cá gặp nước muốn thượng quốc trung hoa chúng ta mở mang to lớn có trăng có hoa có lưỡi câu mọi thứ đều ở đó như hoa nở bên hồ nước cầm tú giạt rào các loài cá ngưỡng mộ nhau tự nhiên nối đuôi nhau vào cá nằm trên thớt a di đà phật tất cả đều tự do hạo hạo giả thủy Dục dục giả ngơ có nghĩa mênh mông là nước, thung thăng là cá đây là câu nói của quản tử, quản trọn, là một chính trị gia, nhà quân sự và nhà tư tưởng Trung Quốc thời xuân thu. Miệng nói hưu nói vườn, tán hưu tán vườn, đại trưởng quầy lại cũng không tức giận, hắn lắc đầu, nhoẻn miệng cười quay đầu rời đi. Là mà thập tránh được một kiếp, thở phào nhẹ nhõm. Đi tới khu vui chơi ở Quảng An Môn, khắp nơi răng đèn kết hoa hỉ khí dương dương, tràn ngập niềm vui sắp đón Tết. Đại trường quầy rẽ vài góc đường, nhìn thấy một dãy tiệm bánh ngọt trước mặt, nghĩ đến là muốn thị sát. lama ma thật kho người nói, khởi bẩm đại trường quầy, ở đây có 87 tiệm điểm tâm, năm ngoái 6 tiệm cũ đóng cửa, mở 3 tiệm mới, cộng lại nộp lên trên bạc thuế là 1877 lượng. Đang lưu loát đọc, lại thấy đại trường quầy đi tới một tiệm điểm tâm gần đó, hỏi chủ quán, đồ đã chuẩn bị chưa? Một chủ quán đi tới đón, hắn đẩy tới một chiếc xe con, vội vàng nói, được rồi. Được rồi, bánh nhân đậu đỏ, vỏ cua màu vàng, hạt rẻ nước, đậu phụ vàng, bánh gạo, mỗi thứ hai túi lớn, đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu người khác bước vào, la ma thập sẽ không thèm liếc một cái, nhưng người này là đại trưởng quầy, la ma thập lại không khỏi lòng tràn đầy kinh ngạc. Đại trưởng quầy đi ra ngoài không bao giờ lấy đồ ăn từ bên ngoài, ngay cả rượu và đồ ăn do Hoàng đế ban tặng cũng chỉ để trưng bày. Không ngờ hôm nay tâm trạng hắn vui vẻ đến mức muốn mua điểm tâm ăn. Đang muốn hỏi, đại trưởng quầy đẩy một chiếc xe ra, phía trên đầy bánh ngọt điểm tâm. Đại đầu đích thân đến làm việc, Lama thập nội tâm chấn động, cuống quýt xông về phía trước tiến đến, lớn tiếng nói, đại trưởng quầy, chuyện thế này vẫn là để thuộc hạ làm đi. Đại trưởng quầy lắc đầu, nói, một năm một lần, đừng đoạt lạc thú của ta. Hắn đẩy Lama thập ra, đẩy chiếc xe điểm tâm, đi thẳng đến An Định Môn, lại là muốn ra khỏi thành. Một ngày không thể giải thích được, đại nhân vật đệ nhất khách điếm đẩy một chiếc xe điểm tâm, lục đương ra sau lưng yên lặng đi theo, việc này nếu truyền ra ngoài, tặc phỉ nộ thương nhất định phải cười phá bụng. Lama thập nhìn theo bóng lưng của thủ lĩnh, không khỏi lắc đầu cười khổ đại trưởng quầy trăm công ngàn việc hôm nay lại vì sao tới đây đẩy xe điểm tâm thành tương dương tình hình chiến đấu khẩn cấp bến đỏ dương châu ma đao gặp nạn hắn chẳng lẽ không quan tâm chút nào nghĩ đến một nhà già trẻ đều định cư ở bắc kinh la ma thập đành phải bước tới bên xe thấp giọng hỏi nói đại trưởng quầy rốt cuộc tình hình chiến đấu tây nam thế nào rồi chúng ta thua trận sao đại trưởng quầy vừa đẩy xe nhàn nhạt liền nói Quốc sư lo lắng quá mức Nếu đúng như dự đoán của ta Trận Tương Dương hẳn là thắng Là mà thập nghe được phương Nam đại thắng Tất nhiên là vừa mừng vừa sợ Nộ thương Nam Hạ Huyết tẩy Tương Dương Tình hình chiến đấu rằng co đã được mấy tháng Xem ra đô đốc thật sự lợi hại Cuối năm còn đánh bại địch phỉ Thật là bao lì xì lớn nhất thiên hạ Chắc hẳn phải vậy Thắng lợi sẽ không vô cơ đến Đại trưởng quầy nhất định đụng tay chân gì đó triều đình lúc này mới kỳ khai đắc thắng. La Ma Thập vừa ngạc nhiên vừa bội phục, vui vẻ nói, chúc mừng đại trường quầy, chúc mừng đại trường quầy, Tây Nam ổn định, thiên hạ sẽ thái bình. Đại trường quầy lắc đầu, thấp giọng nói, thiên hạ có thái bình hay không, nói còn quá sớm. Bỗng nghe lời này, dường như nộ thương có âm mưu gì khác, lông mày già nua của La Ma Thập run rẩy, hoảng nói, ngài. Ngài nói tứ đương gia hắn hắn giữ không nổi ma đao. Đầu tháng chạp, quân sư quân địch đông tiến Trường Châu, bức cho Kim Lăng Sương đi Giang Nam, áp giải ma đao về phía Bắc, nếu phê ta chiếm được thành Tương Dương, lại thua trận ở thanh hung đao này, nổ thương mất cái này được cây khác, được mất thế nào thật là khó nói vô cùng. Mắt thấy la ma thập lòng tràn đầy lo lắng, đại trưởng quầy nhìn những chiếc bánh trên xe, nhẹ giọng nói, ngươi đừng sợ, tần trọng hải nếu muốn đoạt ma đao, dương mỗ còn cầu mà không được hắn vỗ vỗ đầu vai trấn an la ma thập lòng bàn tay lạnh lẽo khiến cơ thể của la ma thập rét run trong lòng lại nóng lên nhìn vẻ ngoài âm trầm này nghĩ đến đại trưởng quầy đã có độc kế khác đối phó nổ thương la ma thật lau mồ hôi lạnh cười gượng nói đại trưởng quầy anh minh thần võ liệu sự như thần thuộc hạ may mắn đi theo ngài thật sự là ngàn phúc vạn ân đại trưởng quầy nghe khen ngợi, lại không có gì vui mừng, hắn thở dài, thấp giọng nói, liệu sự như thần. Nếu ta thật sự liệu sự như thần, thiên hạ này cũng không phải là dáng vẻ này. La ma thật khẽ kêu một tiếng, vội vàng nói, đại trưởng quầy, tình thế đã định, ngài còn có sầu lo gì. Mà đào đã có phòng bỉ, tình thế ở tương dương cũng trở nên rõ ràng hơn, nói đến đại thế đã định, nào còn có thể có biến cố gì hắn mắt nhìn đại trưởng quầy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đại trưởng quầy thở hắt ra thật sâu, để khi nóng trong miệng ngưng tụ thành hơi nước, trong hơi nước, hắn nheo mắt nói, người biết đấy, tần trọng hải không phải người bình thường, hắn tuyệt không chơi ván cờ người khác bố trí. La ma thật trong lòng dùng mình, khom người nói, thuộc hạ ngu dốt, còn thỉnh đại trưởng quầy khai sáng. Đại trưởng quầy hơi nhướng mày, trầm giọng nói, Năm đó quân mã hoàng gia cảnh thái vây quanh nộ thương, hắn có thể quỳ xuống, đã nằm ngoài dữ liệu của ta, nếu lúc này hắn đột phát kỳ chiêu, triều đình chỉ sợ thu hết cả bàn cờ. Xác thật như thế, tần trọng hải cả đời thay đổi rất nhanh, gãy chân tàn phế, nghèo túng giang hồ, nhưng vô luận tình hình chiến đấu hung hiểm như thế nào, lại cũng không thể bị giết. Lama thập trong lòng cả kinh, không khỏi ấp a ấp úng, lạnh giọng nói, vậy vậy chúng ta nên làm sao bây giờ đại trưởng quầy nhàn nhạt nói mới vừa rồi không phải đã nói cho ngươi biết sao bây giờ chúng ta đi gặp ai nghĩ tới bốn chữ tình phụ bí mật la ma thập đầy mặt xấu hổ lẩm bẩm hộ hộ quốc thiên thiên nữ đại trưởng quầy gật đầu nói đúng là thiên nữ hộ quốc chỉ cần có thể nghênh đón vị tiên tử này vô luận tần trọng hải gia chiêu như thế nào chúng ta đều có biện pháp ứng phó đúng vậy tiểu nhân đã biết là ma thập nghe được những lời kỳ lạ vẻ mặt buồn khổ không nói nên lời vào một ngày vô cùng hoang đường như vậy ngay cả tình phụ cũng có thể lên chiến trường còn có cái gì không được sau khi đi qua gác chuông đi tới quốc tử giám cả hai rời bắc kinh qua an định môn trên đường đi đại trường quầy đều đi dọc theo những con đường hẹp tuyệt không đối mặt người quen vừa rời khỏi kinh thành thời tiết trở lạnh tuyết rơi dày đặc ập vào mặt, đại trưởng quầy càng đi càng nhanh, rõ ràng tay đẩy xe, lại không tốn sức mà như gió sấm xét, như mị ảnh trong gió, đảo mắt đã biến mất trong tuyết lớn. La ma thập vội vàng đuổi theo, nhưng vẫn không đuổi theo được, thở hổn hển như trâu, chỉ có thể men theo lối đi và kiểm tra dấu chân. Võ công của Lama thập tuyệt không phải hời hợt, cũng không biết là chính mình chậm trễ nhiều năm, hay là do đại trưởng quầy tiến triển thần tốc, kẻ hèn dùng khinh công lại người ta đánh đến thất bại thảm hại. Hắn phủi lớp tuyết trắng trên mí mắt, lòng tràn đầy phiền loạn, đành phải dừng lại, suy đoán kế sách của đại trưởng quầy. Dựa vào ý tứ của đại trưởng quầy, thiên nữ hộ quốc có thể tác động toàn cục, có thể hiệp trợ triều đình bình định loạn nộ thương. Không phải Lama thập khăng khăng nghi ngờ thủ lĩnh, chỉ là lời nói của hắn quá bí ẩn làm người khó có thể tin. Đoán không ra, lại cũng không cần đoán. Đại trưởng quầy không phải người thường, hắn sống đến 36 tuổi, tất cả những người đè nặng lên hắn đều không có kết cục có hậu, phụ thân hắn mất tích, sư phụ hắn vô cớ đã chết, ngay cả trưởng quan thân cận liễu hầu ra, nhạc phụ đại nhân cố thượng thư, kết cục cũng không có gì tốt đẹp. Tần Trọng Hải nếu xem như bạn tốt của đại trưởng quầy, cuối cùng nhất định sẽ chết ở trong tay đại trường quầy. La ma thập nhẹ nhàng thở ra, đang định buông bỏ lo lắng, đột nhiên đầu óc hơi tỉnh táo, rồi lại đổi ý. Không, Tần Trọng Hải chưa chắc sẽ chết, liễu hầu ra không chỉ là thượng cấp của đại trường quầy, ông ta còn có tình phụ tử với hỏa tham nhất đao, nhưng ông ta cuối cùng rơi vào cảnh cửa nát nhà tan. Vì một đêm vô tình vô nghĩa, Phương tử kính lựa chọn cùng đồ đệ đường ai nấy đi, còn cái tên lư suối quẩy gì đó cũng phải chịu một ma đau vào đầu. Phản bội triều đình, bỏ rơi bạn cũ, cùng ân sư trở mặt thành thù, thậm chí với nhi tử của thượng cấp trước kia cũng có thể thấy chết mà không cứu. Tần Trọng Hải không quan tâm đến bất cứ điều gì, hắn nếu thiệt tình thừa kế trí nghiệp phụ thân để lại, sớm đã chấp nhận lời đề nghị chiêu an của Hoàng đế chính thống, cần gì phải dương cờ cảnh thái đánh đến tình trạng này cùng triều đình. Chắc hẳn phải vậy, hắn sớm đã phản bội chi hướng của phụ thân. Đại trường quầy cùng loại người này giao bằng hữu, khó bảo toàn không bị hắn xuống tay giết hại. Văn Dương Võ Tần, thật sự quá giống, vừa cười khổ, la ma thập không dám suy nghĩ nhiều, hắn nhìn kỹ dấu chân đại trường quầy để lại, chậm rãi đi theo. Ước chừng lại quá ba dặm, trước mắt thình lình xuất hiện một ngôi chùa miếu, vây quanh ba mặt núi một mặt hồ, chính là chùa Hồng Loa. Chùa Hồng Loa còn được gọi là chùa Hộ Quốc. Chỉ vì Hoàng đế ngày nay tín ngưỡng Phật Pháp, sau khi lên ngôi liền hạ chỉ trùng tu chùa, đàm trá, giới đài, Phật tích, ngũ đại tháp cổ bích vân đẳng, trong số rất nhiều chùa miếu thờ, chùa Hồng Loa là quan trọng nhất. Ngôi chùa này được đổi tên trong năm chính thống, được mệnh danh là Hộ Quốc Tư Phúc Thiền Tự, trụ trì do Hoàng đế khâm định, quan phong lục phẩm lĩnh tụ phổ hiền thiên hạ thập phương được xưng kinh bắc đệ nhất bảo tư nhớ tới cái tên chùa hộ quốc lama thập trong lòng vừa tỉnh đã biết hộ quốc thiên nữ tất cùng nơi đây có chút liên quan hắn trong lòng còn nghi vấn vội vàng lên núi tiến vào chùa lúc này tuyết ngày càng dày đặc khi họ đến tiền điển sương mù dày đặc bắt đầu xuất hiện khắp nơi lama thập đi theo dấu chân của đại trường quầy lại đi mấy trăm thước bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, kinh thấy bên trong bông tuyết dày đặc, đỉnh núi sáng lên một mảnh hồng quang, trước mắt lại là hai tòa bảo tháp, trông đầy nét cổ kính. Trong lòng la ma thập run lên, lẩm bẩm hồng loa thiên nữ. Thì ra là thế, tiên nữ hộ quốc mà đại trưởng quầy nhắc đến thực sự là một người, nguyên lai hắn chỉ chính là hồng loa nữ. Chương 6 Sự trừng phạt của Tu La, hồi 3 tương truyền Ngọc Hoàng Đại Đế sinh hạ hai vị công chúa. Chỉ vì thích ngọn núi hồng loa này mà ông đã biến họ thành hai con ốc nước lớn xinh đẹp và sống trong hồ chân châu trong chùa, về đêm ánh đèn đỏ lung linh kỳ lạ thu thốt thị giác. Lúc sau thiên nữ trở về thiên giới, đời sau vì cảm nhớ hai vị thiên nữ nương nương này, liền xây cất này hai tòa bảo tháp, mong các nàng một ngày kia trở về thế gian, che chở cho chúng sinh đây chính là nguồn gốc của chùa Hồng Loa hương khói cường thịnh. Một đường đi đến tháp Hồng Loa, chợt thấy một chiếc xe đầy được đặt ở ngoài cửa tháp, cửa tháp lại hờ hờ khép, điểm tâm trên xe lại thiếu một nửa, không còn nghi ngờ gì nữa, đại trường quầy đã đi vào tháp. Lama thập thầm nghĩ, hay cho một đại trường quầy, kim ốc tàng kiều, hóa ra là dấu ở trong miếu. Rõ ràng là tình phủ, còn nói gì mà thiên nữ hộ quốc. Chấn quốc thiết vệ công vụ bận rộn, nhưng chiều nay lại lung tung rối loạn. Đại trưởng quầy đến công văn hòa tốc cũng không thèm nhìn. Ở nơi này giả ngây giả dại, chốc lát thì thiên nữ, chốc lát thì tình phụ, thật sự loạn đến khiến người ra đầu tê dại. Dù sao lama thập sớm đã kết giao sổ sách, mừng giữa bồi thượng cấp vui vẻ thanh nhàn. Đến nỗi đại trưởng quầy ở trong tháp làm gì, sinh nhi tử hay nhi nữ, hắn cũng lười quản đã dành cả đêm qua để tính toán sổ sách vẫn chưa được nghỉ ngơi la ma thập khoanh chân ngồi xuống dựa vào bảo tháp vừa nhắm mắt lại một lúc đã cảm thấy buồn ngủ đang lúc chuẩn bị ngáy đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một chàng cười la ma thập đã lâu không gặp la ma thập chấn động vội vàng trợn mắt quay đầu lại kinh ngạc nhìn thấy bên trong cánh cửa mông lung dường như có người tựa trong cửa đang mỉm cười nhìn mình Lama dụi mắt, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người nọ không đến 50 tuổi, treo nụ cười trên môi, trên môi có dâu, lại không phải. Lại không phải. "Giang đại nhân," Lama thập ngạc nhiên kêu lên, "Ngài còn sống?" "Ngài còn sống a?" À? Hắn lao tới, chỉ trò vào thượng cấp trước kia, có chút quơ chân múa tay. Giang thái sư ha ha cười, liếc nhìn cái đầu chọc của Lama thập, nói, "Nhìn bộ dạng này của quốc sư, thay đổi chủ nhân." lại hình như càng ngày càng thụt lui. Đúng vậy, đúng vậy, là mà thập lau nước mắt, liều mạng gật đầu, Giang đại nhân, sao ngài lại ở đây? Giang mọi giờ ha ha cười nói, đổ mốc, hồng loa tự này là nhà của ta. Là mà thập nhớ tới bốn chữ tình phụ bí mật, cuống quýt liền nói, a à. Hóa ra là ngài, nguyên lai ngài chính là thiên nữ hộ quốc. Ngài có thai sao? Bà nội ngươi cái tên mốc đầu to lời này ngươi cũng có thể thốt ra được sao giang đại nhân đầu tiên là phi một tiếng sau đó không nhịn được cười cuối cùng bật cười thành tiếng nghĩ đến chuyện trước đây giang đại nhân tìm kỹ nữ ca sướng la ma thập biết mình đã trách nhầm người vội nói vậy ai sống trong tháp này giang đại nhân cười nói chính mình đi kiểm tra đi ta bây giờ một thân nhẹ nhàng không quan chức cũng không phải ông chủ của ngươi đại lão bản họ dương không phải họ giang Lama thập đành phải liên tục cười làm lành, khom người nói, đại nhân nói đúng, vậy lão nhân ngài sao lại đến nơi này, chẳng lẽ? Chẳng lẽ là, hỏi mấy câu, vẫn không đoán ra được nguyên nhân, giang mọi dợ duỗi người, lười biếng nói, nói cho người biết, hôm nay chúng ta hạ phàm ăn cống phẩm. Lama thập thắc mắc, ăn cống phẩm, có ý gì, giang mọi dợ hì hì cười, nói, chính người nghĩ đi, ta không rảnh bồi ngươi. Nói đến đây, dường như sợ cống phẩm bị người khác ăn mất, vội vàng nhìn về phía tòa tháp rời bước đi, trong nháy mắt biến mất không thấy. La ma thập ngây người sau một lúc lâu, vội vàng đuổi theo vào trong tháp hoàng nói, đại nhân dừng bước, ta còn có chuyện muốn nói với ngài, ngài không muốn biết tung tích của đại thanh công tử sao? Đừng đi, đừng đi, hắn càng kêu càng thê thảm, rốt cuộc khóc lóc kêu lên tâm nguyện của mình, đại nhân đừng bỏ rơi ta. Dẫn ta đi, dẫn ta đi. Ta không muốn giữ sổ sách nữa. Bộp, đầu đập vào thứ gì đó, la ma thập ngạc nhiên trợn mắt, bàng hoàng khi thấy mình đang nằm trong tháp hồng loa, mặt đất lạnh thấu xương, bốn phía u ám yên lặng, quay đầu nhìn lại, ánh sáng lạnh lẽo sau giờ ngọ đang từ cửa sổ tháp chiếu xuống đất, chiếc xe đầy vẫn ở bên ngoài cửa, hết thảy liền như dáng vẻ trước khi đi ngủ, đại trưởng quầy vẫn chưa ra ngoài là ma thập có một giấc mơ kỳ lạ, không khỏi ngơ ngẩn bùi ngùi, hắn sờ lên cái đầu đau nhức của mình, không biết vừa mới đụng phải vật cứng nào. Hắn lầm bẩm một tiếng, chăm chú nhìn xuống, thoáng chốc nhìn thấy vật gì đó tròn tròn, bất chi bất giác mắt đẫm lệ. Giang đại nhân, là ma thập nhẹ nhàng cười khổ, nước mắt rơi xuống. Tổng ấn sát 18 tỉnh, thái tử thái sư uy phong lẫm lẫm, đặt vào trong chiếc bình cho cốt tròn như thế này, như thể vẫn đang chớp mắt chọc ghẹo thuộc hà tầm thường là hắn. Có những lọ cho cốt được đặt xung quanh bức tường tháp, những người mà hắn biết và những người hắn không biết đều nhìn chằm chằm vào hắn. La ma thật khẽ vuốt di si cốt của thượng cấp, nhất thời nước mắt nước mũi giàn rủa, thật lâu không kềm chế được. Cũng không biết khóc bao lâu, chợt có người vỗ vỗ đầu vai của mình, la ma thập tỉnh lại ngước mắt lên, trước mặt một nam tử đang nhìn chằm chằm vào mình nhìn hắn dung mạo anh đĩnh, trác bất quần, lại là thượng cấp, trực tiếp tới. Lama thập nhanh chóng lau nước mắt, cúi mặt nói, đại trưởng quầy. Đại trưởng quầy ghé mắt tới xem, nhìn thấy la ma thập đang vòng tay ôm di cốt của Giang Sung khóc giống, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ ngừng cổ, cất cao giọng nói, như ngọc, ta phải đi rồi. Ngày đầu năm mới thiến nghề sẽ mang theo hài tử tới đây, đến lúc đó ta sẽ không tới. Hắn vừa dứt lời, nghe được một nữ tử ôn nhu đồng ý, đa tạ Dương Đại Nhân, ngài đi thong thả. Là Ma thập lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngừng đầu nhìn lên, thấy một nữ tử đang đứng trên cầu thang bên trong tòa tháp, nhìn nàng khoảng 40 tuổi, không còn ở độ tuổi thiếu nữ, lại không biết có phải tình phụ bí mật kia không? Hay là thiên nữ hộ quốc trong lời đồn? Vừa định hỏi, đại trưởng quầy đã đưa tay kéo la ma thập ra ngoài tháp, tựa không muốn hắn mở miệng quấy nhiễu nữ tử này khi tới vội vàng gấp gáp khi về lại tản bộ chậm rãi mắt thấy đại trưởng quầy đẩy xe đi xuống núi la ma thập không còn giả vờ làm hề nữa chỉ một đường yên lặng không nói gì đại trưởng quầy thấy hắn đầy bụng tâm sự mỉm cười liền nói quốc sư ngươi không phải muốn hỏi người trong tháp là ai sao la ma thập nghe xong chỉ cười khổ lắc đầu nói đại trưởng quầy ta đã già rồi già rồi già đến mức không muốn biết đây không phải là thời đại của hắn, vỗ tay không tới phiên hắn, phụ nghênh cũng không cần hắn, vinh quang của hắn đã kết thúc. Đại trưởng quầy nhìn la ma thập, chờ tay vỗ đầu chọc của hắn, bàn tay ấm áp dường như mang theo một chút an ủi. Hai người đẩy xe, một đường về tới Kinh Thành, thời điểm chiều cuối năm, trên đường tuyết trắng phủ đầy, người đi đường đều tươi cười, là một bức tranh ngày Tết vui vẻ. Hai người đi qua nửa dặm, đi tới một ngõ hẹp, là ngõ nhỏ đồng la cũ trong kinh thành. Đại trưởng quầy dừng xe, từ trong lòng ngực lấy ra mặt nạ ra người đeo lên, trong nháy mắt biến thành một nam tử trung niên với nước da tái nhợt. Hôm nay một đường đi, đại trưởng quầy cử chỉ trước sau quái dị, thấy hắn có chiêu trò mới, la ma thập chỉ biết ngơ ngác nhìn, không biết nên nói cái gì. Hắn nhị tới lão bà hài tử, thấp giọng liền nói, đại trưởng quầy, người nhà hạ quan còn đang đợi ta về nhà ăn Tết, ta có thể đi không? Đại trưởng quầy mỉm cười nói, vẫn chưa được, chúng ta còn chưa nghênh đến thiên nữ. Là ma thập cả kinh nói, đây, lại là thiên nữ, nàng không phải ở trong tháp sao? Đại trưởng quầy cười nói, người nhanh chóng quên quá, hồng loa thiên nữ có bao nhiêu vị? Trước mắt hiện ra hai tòa bảo tháp, la ma thập cười khổ liền nói, hai. Hai vị đại trường quầy tựa không nghe ra ý trào phúng của hắn, chỉ cười nói, đúng là hai vị đế thích thiên cho chúng ta hai vị thiên nữ một vị có thể cầu phúc bảo mệnh cho chúng ta đã ở trong tháp một vị khác có thể hàng ma đuổi quỷ còn đi lại trong thế gian chúng ta tới đón tiếp nàng hộ quốc thiên nữ có hai vị đây là có ý tứ gì hay là hắn nuôi hai tình phụ với khí phong lưu phóng khoáng của đại trưởng quầy muốn nuôi mười tình phụ cũng là có thể chỉ là mỹ nữ hoanh đề yên sát lại nào có pháp lực gì hàng ma đuổi yêu la ma thập cũng không có sức nghĩ nhiều chỉ đứng sang một bên như một vệ binh khuôn mặt đầy u sầu đại trường quầy cũng không nói nhiều về chuyện triều đình hắn xốc lên trường bào tự ngồi bên đường thấy la ma thập vẫn đứng liền vỗ vào chỗ trống bên cạnh nói lại đây ngồi xuống nói chuyện với ta đại trường quầy giả thành lái buôn trung niên thần sắc tựa cũng hiền hòa hơn la ma thập mở miệng tự hỏi liệu người này có uống nhầm thuốc hay không. hắn trần chờ sau một lúc lâu, rốt cuộc lấy dụng khí ngồi cạnh đại trưởng quầy, thần sắc có chút bất an. đại trưởng quầy cười cười, nhàn nhạt hỏi: ngươi thực nhớ giang thái sư đúng không? lama thật khẽ kêu lên, nhưng lại do dự không dám nói. quá đến sau một lúc lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm gật đầu nhẹ. đại trưởng quầy vỗ nhẹ lưng lama thập, cười nói: không chỉ ngươi nhớ hắn ta cũng muốn gặp hắn xin chút thỉnh giáo giang thái sư sớm đã qua đời liền tính còn sống nói đến cũng bất quá là thủ hạ bại tướng trước đại trường quầy còn có thể chỉ điểm người khác cái gì lama thập ngơ ngác nhìn gương mặt giả của đại trường quầy cười làm lành nói đại nhân ngài ngài đang nói đùa sao đại trường quầy thở dài nói có lẽ tóm lại chị quốc như nấu đồ ăn tươi nếu có thể gãi đúng chỗ ngứa như hắn không ôn không hòa, không phải dễ dàng như vậy tài nghe đại trường quầy có vẻ tôn sùng Lama thập tất nhiên là sửng sốt chợt vào lúc này nghe được một người nói chủ quán bánh ngọt này bán thế nào la ma thập tỉnh giác vội vàng quay đầu lại kinh ngạc thấy một mỹ phụ đang đứng trước xe đầy trên tay cầm ngân lượng xem nàng đông chọn tây nhặt tựa muốn mua chốt bánh hạt rẻ nước đại trường quầy cũng đứng dậy tự mình đi đến cạnh xe đầy bắt trước hành vi lời nói của người bán hàng. Mỹ phụ tiếng nói nhẹ nhàng, nghe nàng nói, "Bánh này có tươi không?" Lama thập cười gượng vài tiếng, đang định tiến lên trả lời, lại nghe đại trưởng cao giọng trả lời, "Mới có lúc buổi sáng, phu nhân có thể yên tâm, tuyệt đối ăn sẽ không đau bụng." Ăn đau bụng. Tài nghe đại trưởng quầy ra dáng buôn bán, Lama thập chớp mắt, khóe miệng phát ra cười khổ. Mỹ phụ gật đầu, quay đầu lại nói, à tú đến đây đi, muốn ăn gì thì tự chọn. một nam đồng bước nhanh tới, nhìn hắn màu da ngăm đen, ánh mắt sáng ngời, trên trán còn buộc đai ngọc trông tràn đầy tinh lực. la ma thầm ngơ ngác nhìn nam đồng, thầm nghĩ, à tú, tên này rất quen thuộc, bỗng nhiên trong lòng tỉnh ngộ thần tú tiểu thiếu ra. hắn chấn động, quay lại nhìn bóng dáng mỹ phụ kia, càng đã nhận ra thân phận nữ tử này. Hai đời triều nghị thư lâm trai, chuyên luận chuyện bất bình thiên hạ, Mỹ phụ này không phải người khác, đúng là thiên kim tiểu thư của cố binh bộ năm đó, cố thiến hề, cũng là nữ chủ nhân của thư lâm trai, cũng là kiều thê của đại trương quầy. La ma thập mặc dù là thủ hạ của đại trương quầy, nhưng nhiều năm tránh ở phủ kho tính toán sổ sách, hiếm khi lui tới gặp mặt người nhà đại trường quầy, đột nhiên vừa thấy tất nhiên không nhận ra. La ma thập đang kinh ngạc lại nghe đại trưởng quầy nói, vị tiểu thiếu gia này, bánh ngọt mỗi hộp 20 tiền, mua hai tặng một, muốn gì cứ lấy. Thật sự hoang đường, ngày mai là trừ tịch, nam chủ nhân dương gia không trở về nhà làm lão gia, không đi khách điếm làm đại trưởng quầy, lại tới ngõ hẹp cải trang dịch dung, mua hai tặng một. Hay là hắn không có ngân lượng phát tiền mừng tuổi, hay là quốc sự bận rộn, rốt cuộc bức hắn điên rồi. Đang phỏng đoán, đưa bé đi tới bên chân mỹ phụ, ngón tay chỉ những miếng màu vàng đầu, cười nói: tiểu lão đầu, cho ta hai miếng loại này. Tiếng chưa tắt, mỹ phụ kia nhéo gò má nhi tử, trách nói: không cho nói lời thô tục. A à, tú lại cũng không sợ đau, hì hì cười nói: tiểu lão đầu cũng coi là lời thô tục. Nương thật đúng là kiến thức hạn hẹp. Đại trưởng quầy không hề cảm thấy bất mãn khi bị gọi là lão nhân, mà chỉ nhặt bìa cứng đã cắt ra gấp lại thành hộp giấy rồi bỏ những miếng màu vàng đậu vào hộp. A à, tú hét lên, đợi đã, lấy miếng lớn hơn đi, đừng lừa bạc của mẹ ta. Mỹ phụ nghe nhi tử nói chuyện vô lễ, trong mắt không hài lòng nhìn hắn. Nam hải cũng thông minh, vừa thấy mẫu thân thật sự tức giận, vội vàng thay đổi sắc mặt, cười làm lành nói, đại thúc tốt bụng, trời lạnh quá, công nghỉ phát tài. Lama thập ngơ ngác nhìn hành vi của một nhà ba người nhưng lại không đoán được dụng ý của đại trường quầy nghĩ đến bốn chữ hộ quốc thiên nữ càng là lòng tràn đầy điểm khả nghi không biết cố đại tiểu thư có phải là thiên nữ nhưng nàng không hề có võ công lại có pháp lực gì hàng ma trừ tà bình định nộ thương đang suy nghĩ mỹ phụ đã lấy bạc ra đưa vào tay nhi tử nói nương vào nhà trước nhé con nhặt bánh ngọt xong nhớ mang vào a à tú thấy trong tay ước chừng có một lượng bạc trong lòng đại hỷ, càng chọn nhặt nhiều hơn, mọi thứ đều mua một hộp, la ma thập quay đầu lại, thấy cố đại tiểu thư chậm rãi đi vào hẻm, nàng đi tới một nhà ở cũ, mở cửa bước vào, rồi cầm chổi đi ra quét tước trước cửa. Đại trường quầy nhìn chăm chú thân ảnh thê tử, ánh mắt chưa từng rời đi, nghĩ đến đều ở lưu ý động tính của nàng. La ma thập thầm nghĩ, gia đình này thật kỳ quái, Tết sắp đến. Lão công bán bánh, lão bà lại tới ngõ hẹp vẩy nước quét nhà thật là không thể hiểu được đang suy nghĩ chợt nghe thấy a tú hô lão già chọc đầu ngươi còn dám nhìn lén mẹ ta lão tử đánh chết ngươi la ma thập trong lòng cả kinh vội vàng nhìn phía thành viên thứ ba của dương cười làm lành nói làm gì có làm gì có tiểu thiếu ra hiểu lầm rồi a tú trời sinh bướng bỉnh vừa thấy mẹ rời đi liền đã lên mặt hắn chỉ vào đại trưởng quầy cười lạnh nói, lão tặc, ta chưa bao giờ nhìn thấy ông, ông có phải trộm không? Đại trường quầy nhìn A Tú, cười nói, tiểu đệ đệ hung dữ quá, mẹ ngươi thường tới chỗ này sao? A Tú kích chỉ quát mắng, người hỏi cái này làm gì? Muốn có ý đồ gì xấu sao? Đại trưởng quầy nói, người yên tâm, ta không phải người xấu, chỉ là cảm thấy lệch đường giống quan thái thái, không giống những người hàng xóm xung quanh, mới vừa rồi hỏi nhiều hai câu láng giềng này ở phố cũ bắc kinh được gọi là ngõ nhỏ đồng la là một con hẻm nổi danh ở bắc kinh mỹ phụ lại là dáng người yêu nhã tự không phải người địa phương a à, tú hử nói mẹ ta không giống những người xung quanh đây người càng không giống nhìn da trắng nhợt của ngươi ngoài cười nhưng trong không cười giống như cương thi không phải từ nấm mồ thố nhi sơn nhảy ra đó chứ đại trưởng quầy nghe được lời này lập tức bật cười, nhưng da mặt kia lại không hề bị ảnh hưởng, hắn cười nhạt thực sự có vài phần giống cương thi. La ma thập nhìn thấy, trong lòng thở dài, thầm nghĩ mặt nạ da người ở khách điếm chúng ta làm không tốt, cần phải cải tiến. Đại trưởng quầy trên tay cầm điểm tâm, còn đang nhìn bóng dáng mỹ phủ, thấy nàng đã quét sàn, lại mở cửa bước vào nhà, sau đó thắp đèn dầu lên, bóng dáng ấm áp soi qua khung cửa sổ, tám phần lại quét tước phòng trong. A à Tú thấy đại trưởng quầy nhìn không chớp mắt, đang nhìn trộm mẫu thân, thoáng chốc chừng mắt dựng mục, quát, ngươi còn nhìn. Để lão tử ăn hết sạch của ngươi, duỗi tay lấy ra một miếng bánh hạt rẻ nước, tự ăn và nghĩ rằng không cần phải trả tiền. Đại trưởng quầy cười cười, bỏ điểm tâm vào hộp giấy, nhả nhạt nói, tiểu đệ đệ, ngươi hung dữ như vậy, không sợ cha ngươi đánh ngươi sao? A à Tú cười lạnh nói, đánh ta. Cha ta nào dám đánh ta? Ông ấy nịnh ta còn không kịp. Đại trưởng quầy khẽ kêu một tiếng nói. Thật sao? A à, Tú nghiễm nhiên nói. Đương nhiên. Cha ta luôn muốn lấy lòng ta. Ông ấy nói nhi tử đại nhân A à, đã đói bụng chưa? Nhi tử đại gia có thiếu tiền không? Muốn nữ nhân không? Cứ việc mở miệng, La Ma à Thập nghe vậy cảm thấy đầu tê giải. Đại trưởng quầy lại không tỏ thái độ, chỉ lắc đầu cười trên đời lại có một người cha như vậy thật là khó có thể tin a à tú cười nói không chỉ ngươi không tin ta cũng không tin hắn ném chiếc bánh hạt rẻ nước vào miệng nuốt vội sau đó toàn tâm toàn ý móc tiền từ trong tay ra cười nói được rồi không nhiều lời với ngươi nữa thưởng ngươi tiền đại trường quầy cũng thành thành thật thật nhận lấy bạc tìm thêm một nắm đồng xu nữa rồi quay lại nhưng nam đồng không thèm đếm mà chỉ nhặt những túi lớn nhỏ rồi bỏ chạy như bay vào hèm nữ tử và trẻ em tất cả đều rời đi thượng cấp lại vẫn mắt nhìn bóng giang mẫu tử trong miệng phát ra tiếng cười la ma thập thận trọng thì thầm đại trưởng quầy vừa rồi là công tử của ngài đại trưởng quầy gật đầu nói xem như vậy nhi tử đó là nhi tử bất luận thân sinh hay là nhận nuôi đều không thể hàm hồ làm sao có thể nói xem như vậy? La ma ho nhẹ một tiếng, tuy nói trong lòng có chút khó hiểu, lại cũng không muốn hỏi nhiều, rốt cuộc đây là việc nhà đại trưởng quầy, hắn cũng không dám quan. Trong im lặng, tiếng bước chân lại vang lên, la ma thập nhìn lại, lại thấy một người tiểu nữ hài nhi nhảy đến, mỉm cười nói, nương. Nơi này có bán bánh, giọng nói trong trẻo, mặc dù mới 8-9 tuổi, lại môi hồng răng trắng, kiểu tiếu đáng yêu. Lama Thập là một lão nhân 60 tuổi, thích nhất tiểu nữ nhi đang muốn duỗi tay trêu đùa, bỗng nhiên người thấy một mùi hương hoa, hương giống như mẫu đơn quý giá, nồng nặc đến mức khiến người ta dùng mình không vui. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn xem mùi hương phát ra từ đâu, thoáng chốc thấy một phụ nhân. Phụ nhân mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt trái xoan, nàng mặc một chiếc áo khoác lông trồn, chiếc váy sáu lớp quý giá, món tay đeo phỉ thúy tỏa sáng đang nắm tay tiểu nữ Hải Nhi. La Ma thật chấn động, dường như nhìn thấy ấu hổ bên cọp mẹ, hắn chỉ rụt đầu lại, cũng không dám nhúc nhích nữa. Ngũ đồ đốc cả đời tiết kiệm, trước nay chỉ có một vị phu nhân, ngàn che chở, vạn yêu thương, không cần thiết nói, nàng này chính là trưởng môn của cửu Hoa Sơn, Diễm Đình, Kim Thủy Phủ Dung. Nhìn cách ăn mặc chìn chu của nàng, khi sóng vai cùng nữ nhi, thật sự là kim môn ngọc đường lâm thủy cư nhất tần nhất tiếu vạn thiên tình. Khiến da mặt người không khỏi nóng lên. Kim môn ngọc đường lâm thủy cư, nhất tần nhất tiếu vạn thiên tình trích trong lòng địch khúc của tiêu thống mang ý nghĩa. Kim môn ngọc đường, cung môn thời Tây Hán, cung điện của thiên tử, ở gần sông, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều đong đầy cảm xúc. So với Dương Phu Nhân vừa mới đến đây, Diễm Đình có vẻ nhiệt tình hơn, thực mê người nàng so với Dương Phu Nhân hơn vài phần diễm lệ lõi đời, lại không khỏi thiếu vài phần thanh nhã. La Ma Thập không dám nhìn vẻ đẹp của nàng nhiều, liền quay mặt hướng vào tường. Mắt thấy nữ nhi cao hương phấn chấn, chỉ lo nhặt bánh ngọt, diễm đình trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nhất thời trông thấy cái đầu chọc của La Ma Thập, nàng a à một tiếng vội vàng quay mặt, xem xét bánh ngọt của đại lão bản, trong lúc nhất thời eo nhẹ rung, cười khanh khách lên, làm sao vậy? đại trưởng quầy khách điếm không dễ làm, lại trở thành lái buôn sao? Ngũ sủng hoa đang bận lựa bánh ngọt, mẫu thân lại vô cớ bật cười, nàng dương mắt nhìn mẫu thân, nghi hoặc nói, nương, người biết vị lão bản này sao? Diễm đình đánh giá đại trưởng quầy, rồi nhìn căn nhà trong ngõ, lắc đầu cười nói, tiểu hài tử có tai nhưng không có miệng, đi nhặt bánh của con đi. Ngũ sùng hoa ồ một tiếng, nàng tay nhặt bánh ngọt, tự nói, lão bản, ta muốn bánh đậu xanh, bánh cổ tích, đại trường, quầy cũng không để ý tới Diễm Đình, một tay cầm hộp giấy, một tay giúp tiểu nữ nhi lấy bánh. Diễm Đình ngâm ngâm cười nói, vị gia đài này, nhìn ngươi buôn bán nhỏ nhiều vất vả, sao không tìm lão bà lại đây giúp. Đại trường quầy không nói không đáp, nhặt một miếng bánh gạo nếp bát bảo, nhét vào trong tay Diễm Đình. Diễm Đình chuyển động sóng mắt, cầm chiếc bánh bát bảo lên, cắn một miếng, cười nói, bánh này dẻo thật, nhưng muốn dính miệng ai? Ngũ sủng hoa nghe mẫu thân nói chuyện kỳ lạ, không khỏi ngừng đầu lên lầm bẩm nương, người thật kỳ lạ. Tiểu hài tử đặt câu hỏi, lại có hiệu quả hơn bất cứ điều gì khác, quả nhiên diễm đình liền đã an tĩnh lại. Đại trưởng quầy nhanh tay nhanh chân, liền đổ đầy bánh cho hoa muội rồi đưa vào tay cô bé. Ngũ sùng hoa vui vẻ ôm bánh, quay lại nhìn mẫu thân rồi cười nói, nương, trả tiền. Diễm Đình lắc đầu nói, không cần trả tiền. Dương bá mẫu mặt mũi thật sự lớn, tính cho nàng ấy đi. Chữ Dương kéo đến thật dài, vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt quả hạnh, mong đại trưởng quầy nhìn tới, rồi lại tới tìm mình nói chuyện. Đại trưởng quầy khụ nói, phu nhân, buôn bán nhỏ, thứ không cho chịu nợ, thỉnh trả tiền. Chương 6 Sự trừng phạt của Tu La, hồi 4 kết thúc chương 6 Lưu Vân sẽ xuất hiện trở lại ở chương sau, kính thỉnh chờ mong. Ngũ sùng hoa diện mạo giống mẫu thân, tính tình lại thành thật như cha, mắt thấy mẫu thân bắt nạt người khác, vội nói, nương, cha nói chúng ta không thể khất nợ bá tánh tiền bạc, nương nếu không trả tiền, con sẽ không mua. Diễm đình phun một tiếng, ôm hoa mũi, nói, nhìn con xem, luôn nói giúp người ngoài. Nàng liếc mắt nhìn đại trưởng quầy, hỏi bao nhiêu tiền, trưởng quầy. Đại trưởng quầy tự nhiên cúi đầu tính toán, đáp 23 văn, tính tròn tổng cộng là 5 tiền. 5 tiền là 20 văn. Chính cái gọi là bốn trao đổi một tiền, 10 tiền giá trị một lượng, nghe đại trưởng quầy nói nghiêm túc, Diễm Đình không cười khanh khách lên, nàng mở túi tiền thiêu ra, nhặt miếng vàng lá hoa văn vượng, la ma thập nhíu mày, thầm nghĩ, có ý định kiếm chuyện, sao có thể làm như vậy? lá vàng có hình phượng đáng giá 20 lượng bạc, đủ có thể đổi đến 800 văn. Đúng như dự đoán, đại trưởng quầy không có nhiều tiền lẻ, chỉ có thể khoanh tay bất đồng. Sùng hoa tiểu muội có lòng tốt nói, nương, con có bạc vụn ở đây, không bằng để con trả. Diễm đình thấy nữ nhi luôn ngắt lời, liền nhẹ nhàng đẩy ra sau lưng, nhiễm nhiên nói, mau đi tập vẽ đi, đừng để dương bá mẫu phải đợi. Nghe được hai chữ học vẽ, la ma thập đã hiểu tại sao mẹ con diễm đình lại tới ngõ hẻm này hóa ra là đưa nữ nhi đi tập vẽ ngũ sùng hoa nghe mẫu thân thúc giục mình nhất thời đáp ứng một tiếng chạy vội về phía hẻm nhỏ diễm đình thấy cô bé vén váy chạy đi không khỏi thở dài đứa nhỏ này cũng thật buông thả mắt thấy nữ nhi rời đi nàng lắc đầu quay đầu nhìn về phía xe bánh ngọt thiếu phụ nhìn không ra vẻ kiêng nề gì quả nhiên La ma thập sợ hãi vội vàng lùi lại sau lưng đại trưởng quầy, không dám cử động. Đôi mắt quyến rũ của Diễm Đình quét từ trên xuống, đầu tiên là cái đầu chọc của la ma thập, lại nhìn gương mặt giả của đại trưởng quầy, lạnh lùng liền nói, thời buổi quan chức ngày càng trở nên kỳ quái, rõ ràng lãnh bồng lộc triều đình, lại ban ngày ban mặt giả thần già quỷ canh giữ trước cửa phong lão bà, nơi này thỉnh giáo hai vị, đây là đạo lý gì? Người khác sợ đại trưởng quầy, nhưng Diễm Đình lại nói chuyện hách dịch, trong lời nói có chút cay đắng, đại trưởng quầy bất động thanh sắc, nhất thời cúi đầu sắp hàng bánh ngọt, đối những lời này coi như không nghe thấy. Diễm Đình thấy hắn hở hững với mình, lập tức cúi người xuống, khóe mắt nhìn đại trưởng quầy, mỉm cười nói, mặt nạ ra người của ngài chật quá, khó trách nói không ra lời. Để ta giúp ngài nhìn một cái, nói rồi làm bộ muốn cười mặt nạ của đại trường quầy, mới muốn động thủ, đột nhiên nhìn thấy tay trái của đại trưởng quầy vươn ra khống chế mạch môn của diễm đình thuận tay lôi kéo tới đại trưởng quầy tay trái giữ chặt diễm đình tay phải tự gỡ mặt nạ ra người xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú hai người cách xe đẩy bốn mắt hợp nhau cách xa nhau bất quá một tấc tiếng cười của diễm đình cuối cùng cũng dừng lại nhưng thấy nàng ngưng mắt má đào ẩn ẩn phiếm hồng lộ ra biểu tình đứng đắn hiếm thấy nghe nàng lạnh lùng thốt, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mau thả ta. Đại trường quầy lại không vội buông tay, hắn liếc nhìn căn nhà trong mõ, nhẹ nhàng hỏi nhàn nhạt hỏi, trời giá rét gió lớn, ở trong phòng ăn bánh tập vẽ, thật náo nhiệt, ngươi sao không đến đó đi. Nghe được lời này, Diễm Đình dựng thẳng eo, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi sự nắm giữ của đại trường quầy, nàng trải chuốt lại tóc, đạm nhiên nói, thứ nhất, ta không muốn học vẽ, thứ hai, Nàng tùy tay cầm lấy một miếng bánh quả mơ, dán môi thơm, rồi cười nói, càng không muốn nàng ta dậy. Diễm Đình vốn đã mỹ lệ, lúc này mắt sáng nhìn nghiêng, dầu môi hôn, càng có vẻ yếu đuối động lòng người, Lama Thập ngơ ngác nhìn vẻ đẹp của nàng, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Diễm Đình còn muốn nói thêm, đột nhiên nhìn thấy cái đầu chọc của Lama Thập đang chiếu sáng quầy hàng, trông lại cực kỳ trướng mắt, nàng ném miếng bánh trở lại vẻ mặt lạnh như băng, nghiêm túc nói, Tây Nam truyền về chiến báo, ngài đã nhận được chưa? La Ma Thập vừa nghe quân quốc đại sử, lập tức ngẩng đầu lên, khóe mắt lặng lẽ đánh giá động tĩnh. Lại nghe đại trưởng quầy nói, đã nhận được, nhưng còn chưa mở ra. Diễm Đình khẽ kêu một tiếng, nói, vì sao không mở ra? Ngài sợ thất vọng sao? Đại trưởng quầy cười cười, lắc đầu nói, dù thế nào đi nữa, định viễn cũng chưa từng làm ta thất vọng diễm đình khẽ cười lạnh nàng gật đầu rồi cúi đầu một lúc sau đột nhiên ngừng mặt lên lần này tràn đầy nụ cười vui vẻ nghe nàng hoan dung nói dương đại nhân nói đúng định viễn hàng năm ra trận đánh giặc cũng chưa từng làm ngài thất vọng vậy dương đại học sĩ thì sao giao tình hai người tốt như vậy ngài nhẫn tâm làm hắn thất vọng sao mắt thấy diễm đình mở to một đôi tuệ nhãn chỉ nhìn đại trưởng quầy. là mà thầm nghiền ngẫm ngữ khí, nhận ra có điều gì đó khác đằng sau lời nói của nàng, không khỏi sắc mặt biến đổi, quay mặt vào tường nghĩ về quá khứ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại trưởng quầy nhún vai đạm nhiên, nói, phu nhân chê cười, định viễn không phải cưới ngươi sao? Hắn còn có gì phải thất vọng, nói rồi đeo lại mặt nạ ra người, cúi đầu sắp hàng bánh ngọt, không cần phải nhiều lời nữa hai người hai mặt nhìn nhau diễm đình lại là như suy tư gì nàng vỗ nhẹ bông tuyết trên người đang muốn xoay người rời đi đột nhiên nhớ tới một chuyện quay đầu liền nói nhi tử ta lại lèn ra ngoài chuyện này có liên quan gì đến ngài không đại trường quầy cũng không ngẩng đầu lên nói nam tử hán trí ở thiên hạ khi ta bằng tuổi nó sớm đã bôn ba giang hồ bốn biển là nhà ngụ ý tất nhiên là ngại diễm đình quản quá nhiều không khỏi bóp nghẹt tiền đồ tương lai của nhi tử diễm đình nghe vậy khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết nhẹ giọng nói quan hải vân viễn quan hải vân viễn có khi ngẫm lại thật đúng là cao hứng may mắn liệu môn các ngươi còn có một tần trọng hải nếu không thật không biết ngươi sẽ còn tệ đến mức nào huyết danh ma vương không được phép đề cập nhưng diễm đình lại nói dễ dàng không quan tâm đến lệnh cấm của triều đình Lama thật tuy như lão tăng quay mặt vào tường, nhưng lời nói vẫn lọt vào tai, hắn chấn động, vội vàng che lỗ tai lại, coi như bịt tai trộm chuông. Ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, Diễm Đình cuối cùng cũng rời đi. Lama thập buông tay xuống, tiếp tục như kiểm tra vách tường nhà dân, những bông tuyết rơi xuống tích một tầng mỏng trên đầu của hắn, hắn cũng không dám duỗi tay chạm vào. Lúc này bất kể thiên nữ hồ quốc là ai, tình phụ bí mật là ai? Cho dù có người lại đây nghiêm hình tra tấn, hắn cũng là trương phi trong nhà tìm nhạc phi, nghe cũng chưa nghe qua. Đang lúc giả chết, chợt nghe thấy tiếng bước chân lại vang lên, một nữ tử chậm rãi đi đến bên cạnh quầy hàng, la ma thập trong lòng cả kinh, tưởng rằng diễm đình lại trở lại, vội vàng đưa mắt nhìn trộm, lại thấy nữ tử này mặc áo vải váy thô, đầu đội nón cói, nào có là thành đệ nhất mỹ nữ tư dung kiều diễm kinh bất quá là một cô nương thôn giã bình thường nghĩ đến là dân chúng xung quanh đây trở về nhà cô thôn nữ ôm một bọc tay nải cúi đầu đi dọc đường đi ngang qua đầu hẻm chợt dừng bước nhìn trái nhìn phải như muốn kiểm tra xem chỗ này có đúng hay không la ma thập nghĩ thầm hóa ra đến đây để thăm bạn vào buổi chiều đêm giao thừa những người bình thường sống một cuộc sống bình lặng la ma thập cả đời trải qua sóng to gió lớn chết đi sống lại dù chưa thăng thiên lại đã đắc đảo giờ phút này tự cũng không nghĩ quấy dày người khác nên cúi đầu yên lặng niệm phật đang lúc này đại trưởng quầy lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô thôn nữ mỉm cười nói sắp ăn tết mua chốt bánh ngọt ăn đi đại trưởng quầy mở miệng tiếp đón khách nhân tám phần muốn câu dẫn nữ tử quả nhiên cô thôn nữ do dự hồi lâu nhìn nàng trang điểm mộc mạc đơn sơ lại cũng không biết có tiền hay không Nàng nhìn đại trường quầy hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng, xin hỏi chủ quán, nơi này chính là ngõ nhỏ Đồng La, nói đến đây, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay rồi nói, ngõ lục trúc phải không? La ma thập ban đầu không quan tâm, bỗng nghe nữ tử này nói chuyện, nhịn không được liền khẽ rên một tiếng. Giọng nói ôn nhu dịu dàng, từ từ nhàn nhạt, nhạt, câu chữ rõ ràng, kiểu gì cũng không giống giọng nói thôn nữ. Hắn thấy cô thôn nữ còn biết chữ, tất nhiên là trong lòng đại nghi. Đại trường quầy lại tựa không bắt bè, nghe hắn cười hỏi, đúng vậy, nơi này đúng là ngõ lục trúc, ngươi muốn tìm người nào sao? Đại trường quầy lúc trước nói chuyện cùng thê tử, chỉ vì muốn giấu giếm thân phận, liền đổi khẩu âm, giờ phút này hắn không hề kẹp giọng biến âm, trở lại với giọng Bắc Kinh thanh thúy, cực kỳ du dương dễ nghe. Nhưng thôn nữ lại cũng không để bụng, nhìn thấy nàng dựa vào tường, ngơ ngẩn nhìn vào trong mõ, xin hỏi chủ quán ngõ lục trúc có thư lâm trai không thư lâm trai là hiệu sách cha con cố ra mở ra lúc ấy vì ba vụ án chính thống đã từng khiến hoàng đế lôi đình tức giận cũng từng bức cho đại trưởng quầy tiến thoái lưỡng nan ăn đủ đau khổ tài nghe nữ tử này lại là tới thư phòng chơi la ma thập trong lòng dùng mình liếc mắt nhìn thôn nữ đánh giá tướng mạo nàng tự hỏi giữa người nữ tử này và cố tiểu thư có quan hệ gì Đại trưởng quầy nghe được ý đồ, mỉm cười nói, mỉm cười liền nói, thật là không khéo. Cố tiểu thư đã gà chồng, hiện nay thư lâm trai đã đóng cửa, chuyên dạy nhóm hài đồng vẽ tranh. Nào, ngươi xem, nói rồi giơ tay chỉ vào hàn xá trong ngõ, nàng ở ngay đó, ngươi cứ qua đó đi. Sau giờ ngọ sương tuyết bay bay, nơi xa nhà cửa trông lại rất ấm áp, mơ hồ có thể nghe hài đồng cười đùa. Thôn nữ ngơ ngẩn nhìn, lại chậm chạp không rời bước đại trưởng quầy mỉm cười nói làm sao vậy người không đi qua sao thôn nữ thở dài lắc đầu nói không cần nhìn từ xa là được ta không biết cố tiểu thư chỉ là nghe bằng hữu nói một vài điều về nàng ấy đại trưởng quầy cúi đầu sắp xếp lại bánh ngọt hỏi ngươi nghe qua chuyện của nàng chuyện bán sữa đậu nành mở nơi in ấn sách không không phải những thứ này thôn nữ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trong mõ, nàng rũ nón cói xuống, lắc đầu nói, ta nghe được. Tất cả đều là chuyện hạnh phúc, đại trưởng quầy nghe được lời này, nhất thời ngẩng đầu lên, lẳng lặng hỏi, ý của ngươi là hiện tại nàng không hạnh phúc. Thôn nữ ngơ ngẩn thở dài, nói, ta không biết. Cho nên ta mới muốn tới xem, nói xong muốn xài bước rời đi. Đúng lúc này, đại trưởng quầy từ trong lòng lấy ra một vật, chậm rãi đặt lên chiếc bánh, thoáng chốc bánh ngọt chịu lực bị biến dạng cả chiếc xe rung lắc la ma thập trong mắt có thể thấy rõ đó là một cái mật sắt một cái mật sắt màu xanh trong suốt cũng là thế gian đệ nhất thần kiếm được xưng cầm long đột nhiên thấy vũ khí sắc bén thiên hạ đệ nhất này la ma thập không khỏi run rẩy thứ nhất không biết đại trưởng quầy vì sao lấy ra kiếm cầm long thứ hai không biết thôn nữ này rốt cuộc là ai đầu óc lại quay cuồng lại là thiên nữ hộ quốc lại là nghiệp hỏa ma đao, hỗn loạn không nói nên lời. Trong lúc hoảng sợ, đại trưởng quầy ngừng đầu lên, lại cười nói, vị phu nhân này, thỉnh ngươi dừng bước. Thôn nữ ô một tiếng, cũng lập tức dừng lại, ngoái đầu nhìn lại đại trưởng quầy. Mắt thấy nàng quay đầu lại nhìn, để lộ khuôn mặt dưới nón cói, la ma thập cũng thừa cơ nhìn lén. Ánh mắt đầu tiên thấy được môi, nàng có đôi môi đoan chính, cằm nhỏ tuyết trắng, khiến cho người cảm thấy nàng thực ôm dung đoan chính. Sau đó là thấy mũi, cảm giác cũng không thẳng lắm, mà là sống mũi mềm mại như trăng sao. Lama thập nhìn thoáng qua liền đoán nàng tính tình tốt, nhất định có thể khiến nàng thích thú chỉ với một điều nhỏ nhặt, cho là trời sinh tính tình ôn nhu. Đang nhìn, lại nghe đại trưởng quầy cười nói, vị phu nhân này, ta nhiều năm ở chỗ này bày hàng, rất quen thuộc với nhà dương phu nhân, nếu là người sợ mạo muội quấy dày nàng, không bằng để tại hạ an bài cho người. Thôn nữ mỉm cười, vui vẻ nói, người biết nhà nàng, thật tốt quá. Vậy người cũng biết nàng. Nàng ấy, đại trường quầy mỉm cười nói, người nói là phụ thân cố thượng thư. Ta đương nhiên biết, nghe được đại danh cố gia lão chủ nhân, thôn nữ gật đầu thấp giọng nói, ừm. Um, ta cũng có nghe qua chuyện của cố binh bộ, nhưng điều ta muốn hỏi là. Là, nàng có chút trần chờ dường như muốn nói lại thôi. Đại trưởng quầy mỉm cười thúc giục, nào, cứ việc nói cho ta, người còn muốn biết chuyện của ai nữa. Cố phu nhân, nhị di nương, tiểu hồng, lưu quản gia, hắn nói một loạt cái tên, thản nhiên nhắc kiếm cầm long, mỉm cười nói, hay là lưu vân. Bỗng nghe hai chữ lưu vân, thôn nữ không khỏi không khỏi kinh hô một tiếng, thoáng chốc ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt trắng như tuyết. Lama thập nhìn thấy diện mạo nàng, cũng đồng thời phát ra một tiếng hô nhỏ. Khuôn mặt dưới nón cói trông không giống một thôn nữ chút nào, bộ dạng cũng không liên quan gì đến vẻ ngoài của nàng. Nhưng lời nói của nàng có khí chất ung dung khó tả, không cần nhìn châu báu đầy người, cũng khiến người cảm thấy nàng xuất thân cao quý. Vô luận nàng mặc váy cũ kỹ tồi tàn nào, vô luận nàng thân ở nơi quán rượu ngõ hẹp nào, tùy thời có thể làm mọi người liếc mắt một cái nhìn thấy nàng sau đó cầm lòng không đậu mà chăm chú nhìn nàng, rồi lại không dám tùy ý tiếp cận nàng. Nói ngắn lại, bầu trời trích tiên, vị mỹ nữ này không dính khói lửa phàm tục, nàng tất nhiên đến từ trời cao, cho nên mới có thể thân không dính trần, tâm không ưu phiền, không hề nghi ngờ, nàng chính là thiên nữ hộ quốc đại trường quầy đau khổ chờ đời. Thiên nữ hiện thân, la ma thập tất nhiên là toàn thân đại chấn, thấy được dáng vẻ mỹ nữ, hắn đã hiểu tại sao đại trưởng quay lại muốn mình cùng đến đây. Hắn càng cũng rõ ràng biết, thiên nữ xác thật có một loại pháp lực, đủ để hàng yêu trừ ma, bình định nộ thương. Còn hẻm vắng lặng, nhưng thôn lại là toàn thân phát run, nghe nàng run giọng nói, người người nói người biết lư. Thiên nữ ngữ khí run rẩy nghĩ đến tâm tình rất kích động, đại trưởng quầy mỉm cười đáp, ta đương nhiên biết hắn, trước đây còn nói chuyện với hắn. Hắn tay cầm thần kiếm, Chậm rãi bước ra ngoài từ sau xe đẩy, nhẹ nhàng nói, "Vị cô nương này, ta đoán cô nhất định muốn biết hành tung của hắn, đúng không?" Môi anh đào dưới nón khẽ run, nhẹ giọng nói, "Ngươi, ngươi nói, ước chừng một buổi chiều 10 năm trước, hắn rời khỏi hì trạch này, bắt đầu hành trình cuối cùng." Hành trình cuối cùng, thôn nữ mắt rưng rưng, lẩm bẩm thấp hỏi, "Hắn, hắn đi đâu? Đừng thương hại hắn." hắn đã đi đến một nơi rất xa nhưng cũng là nơi hắn nên đi bầu trời u ám tuyết càng ngày càng dày đặc rơi xuống trong mõ nhỏ che lấp đi tiếng cười của hải đồng nơi xa giọng nói của đại trưởng quầy trở nên trầm thấp nghe hắn sâu kín nói hắn đi rồi bởi vì hắn mắc một loại bệnh khiến hắn không quản được chính mình khiến hắn vẫn luôn nghe được thanh âm kỳ quái những thanh âm đó thúc giục hắn khiến hắn đi đến nơi xa xôi kia Chẳng nguyên mũ miệng không thể cứu được hắn, ái thê chưa lập gia đình cũng không thể gọi hắn trở về, huynh đệ cũng không giúp được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng hắn dần rời đi, nhìn hắn rơi xuống vách đá, hiến thân mình cho thác nước bạch thủy. Ngươi nhìn, ngươi nhìn bầu trời đêm. Thôn nữ bắt đầu run rẩy, nhướng mi nhìn chân trời vạn dặm. Khi bắt đầu đèn lồng rực rỡ, tuyết cuối năm từ trên trời rơi xuống nhưng sao băng lạnh lẽo lại chiếu rọi, bầu trời đêm dường như tràn ngập nước mắt của thần phật đại trưởng quầy thở dài nhẹ nhàng nói mỗi lần nhìn lên bầu trời đêm ta đều sẽ nhìn thấy hắn nhìn thấy hắn rơi lệ đầy mặt yên lặng hỏi ta nhân gian còn thiên lý hay không thiên địa còn công đạo hay không dưới nón cói hai hàng nước mắt thôn nữ ôm vai khóc nức nở nghe nàng nức nở nói ngươi ngươi trả lời hắn như thế nào Ta nói, đại trưởng quầy cởi mặt nạ ra người ra, cười nói, nhân gian nếu có công lý, ta còn vội cái gì? Thôn nữ nghe vậy khiếp sợ, vội vàng ngước mắt lên, run giọng nói, ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta, sương tuyết tản ra, trước mặt có một nam tử quỳ trên mặt đất, chống một đầu gối xuống đất, thẳng lưng, lại cười nói, ta tên là Dương Túc Quan, người đã tạo ra Phật Quốc. Lúc trạng vẳng, chân trời tuyết mây đổi màu, nóc nhà truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, như thể một chú mèo con đang đi ngang qua. Vào thời điểm này, tiếng pháo cuối năm nổ vang, những chuỗi pháo nổ vang khắp đường phố, tiếng tanh tách không ngừng bên tai, cũng che tiếng bước chân nhẹ nhàng của con mèo. Dương Túc Quan không để ý đến những thay đổi đang diễn ra xung quanh, chỉ quỳ trên mặt đất, đưa đôi mắt đẹp quay lại, để thiên nữ điện hạ vốn không quen biết đánh giá chính mình hai người cách xa nhau vài tấc có thể nghe được hơi thở của nhau thiên nữ cúi đầu nhìn xuống một lúc phút chốc nhịn không được kinh hô ra tiếng nam tử trước mắt giống mình hắn phi thường mỹ lệ phi thường ngọc tuyết tôn nghiêm hắn cũng có mái tóc đen như bầu trời đêm cũng có làn da trắng sáng như tuyết bạc trên núi trắng như thần phật từ trên trời giáng xuống sáng đến mức khiến người không dám nhìn gần rồi lại làm người không đành lòng rời mắt điện hạ Dương đại nhân tao nhã có lễ, hắn ngầm khuôn mặt tuấn tú lên hỏi, thần giống người xấu sao? Không, người không giống người xấu, thiên nữ đầy mặt dạng mây đỏ, nàng quay đầu đi, khẽ than thở, dương đại nhân khẽ mỉm cười, đang muốn đứng dậy, lại nghe thiên nữ khẽ mở môi anh đào nói, nhưng người giống nam nhân tôi. Một tiếng nổ lớn, pháo bên kia đường nổ vang, như có một quả pháo trùng thiên khiến lỗ tai tê dại. Lama thập hoảng sợ, quay đầu nhìn xung quanh, kinh hãi thấy một làn khói bốc lên từ những ngọn cây bên kia đường trên bầu trời mờ ảo, mây trắng lượn lờ cũng làm hắn thấy được đồ vật hắn quen thuộc nhất, súng kíp. Năm đó đệ nhất công thần đem súng kíp vào Trung Nguyên chính là Lama thập hắn rõ về lai lịch của làn khói nhẹ kia hơn bất cứ ai khác. Nghe hắn hô to một tiếng, đại trường quầy tránh ra, hắn lập tức đứng dậy lao về phía đại trường quầy. Khi làn khói biến mất, pháo hoa giấy bay đi, đạn phi thiên mà đến, La Ma Thập cũng đã muộn một bước, hắn bay một thước nó đã bay mười trường, đảo mắt xuyên qua những bông tuyết, bay vào hẻm nhỏ thẳng tới sau lưng đại trường quầy một thước. Vào thời khắc sinh tử, con mèo con phía trên đầu nhảy lên, dương nanh mua vuốt, một ống tay áo bay qua, khóa đường lui của đại trường quầy. Hai sóng tập kích bất ngờ ập đến, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, món tay bạch ngọc cử động, ánh sáng xanh bắn lên trời, một mảnh ống tay áo bay lên không trung, lắc lư rơi xuống đất. Trong buổi tối yên tĩnh của đêm giao thừa, tiếng pháo bên kia đường cuối cùng cũng dừng lại, đại trưởng quầy dơ cao tay cầm thanh kiếm cầm long, không giống như người quỳ xuống đất rơi lệ bên sông Vĩnh Định 10 năm trước, lúc này không có máu tươi, không có nước mắt, chỉ có thân áo ngọc xanh dài bể nghễ ngạo nghễ nói với trăm vạn cường địch thế gian. Trời nghe những gì ta nghe, trời nhìn thấy những gì ta thấy, chủ nhân thần kiếm, quân lâm thiên hạ. Thích khách gần người vật lộn, một kích không trúng, chợt bứt ra xa, đại trưởng quầy một tay cầm kiếm cầm long, quay lại nhìn cây cây bên kia đường, trong khoảnh khắc thương trận cũng bắt đầu lui lại. Trong ngõ yên tĩnh trở lại, vẻ mặt đại trường quầy trở nên bình tĩnh lại, hắn chậm rãi đi tới trước mặt thôn nữ, thoáng chốc rũ trường bào một đầu gối chạm đất rồi lại quỳ xuống khởi bẩm điện hạ ngân xuyên công chúa dương túc quan quỳ xuống ngầm cổ chắp tay nghiêm trang thần trung cực điện nhất phẩm đại học sĩ dương túc quan công nghênh thiên tuế hồi quốc tôn trọng lòng trung thành tả an ủi thiên ân thiên tuế thiên thiên tuế tuyết rơi dày đặc tụ trên người nam nữ đẹp như ngọc dương túc quan im lặng lại trở về dáng vẻ quyền thần xuất chúng. Thiên nữ cũng không nói gì, chỉ lặng lặng chăm chú nhìn chủ nhân thần kiếm đang quỳ trên mặt đất. Ánh sáng mùa đông mờ nhạt khiến da họ trắng hơn tuyết. Nếu không phải lúc trước đằng đằng sát khí, hai người bọn họ quả thực chính là một đôi bích nhân, nữ nhi ngọc đế cao quy tu Mỹ, đại thần thế gian tuấn Mỹ anh đĩnh, hoàn Mỹ không tì vết, châu liên bích hợp, thẳng tựa trời đất tạo nên. Cảnh đẹp trước mặt, Bốn phía sinh ra tình thơ ý hỏa, công chúa bỗng nhiên ưm ư một tiếng, chỉ cảm nhận được một cánh tay rắn chắc từ khuỷu chân mình, bế nàng lên, để nàng dựa vào lòng ngực Dương đại nhân. Nam tử xấu xa 36 tuổi khẽ mỉm cười hỏi, "Điện hạ, thần nếu tự xưng chính mình là nam nhân tốt, người có tin không?" Thiên nữ không hề hiện ra địch ý, nàng duỗi tay chống bên má, nghiêng đầu đánh giá Tu La Vương trước mặt, lại cười nói, "Này không thể hỏi ta." nên hỏi thê tử của ngươi mới đúng điện hạ a điện hạ nam nhân tồi không phải người xấu ngửa mặt lên trời cười to cất cao giọng nói người nói như vậy vợ ta sẽ tức giận phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn